tất cả những cái pháp đấy là quán trên một cái thân
một cái thân đã chết. Thì trong 40 đề mục thiền định mà Đức Phật dạy thì có tới 10 đề mục nằm ở cái phần này của cái bài kinh, tức là ngay cái phần quán niệm về sự chết này chiếm 1/4 các cái pháp môn tu tập thiền định. 40 đề mục thiền định có 10 đề mục là các đề mục về thiền về sự chết, thiền niệm về sát chết này. Và mỗi một hình tướng của sát chết là một đề mục, và cái pháp môn này cũng là cái pháp để tu tập phát triển cái chánh niệm, phát triển cái trí, cũng có thể là phát triển về thiền định. Mà hàng ngày thì cái pháp môn này cũng là một cái pháp môn phòng hộ, là với một cái người sơ cơ mới tu tập, ví dụ như là một người sơ cơ muốn thực hành thiền trì quán, thì với cái người đấy thì những cái triển cái nó sẽ khuấy động rất là mạnh và nó sẽ làm chướng ngại cái vị đó rất là nhiều. Và nếu như cái vị nào có cái pháp tác ý hay là có những cái quán chiếu để đối trị lại với các triển cái đấy, trong năm triển cái là đứng đầu là tham dục, sân hôn trầm tự nhiên các mối quan hệ, đấy là những cái triển cái khởi lên mà nó làm cho một cái vị đấy bị suy yếu cái chánh niệm mà không thể đạt định được. Vậy thì một cái người mới tu tập phải biết cách đối trị với năm triển cái. Cái đối trị với năm triển cái thì vị đấy phải biết triệt tiêu những cái triển cái hay là những cái tâm đấy từ cái gốc rễ, từ cái lúc mà tác ý. Ví dụ như là một cái triển cái như tham dục mà khởi lên chỉ khi nào vị đấy có cái quán về tịnh tướng. Tịnh tướng tức là vì nó luôn nhìn về cái khía cạnh là khả ái, tức là cái khía cạnh tốt đẹp của một cái pháp nào đó, của một cái pháp trần nào, một cái cảnh nào đó. Thì từ cái quán chiếu tịnh tướng mới sinh ra cái tham đắm đối với một cái cảnh trần, thì cái sự tham đắm đấy được gọi là tham dục. Thì sân hận hoài nghi chấp mối, thì cái vị đấy thay đổi cái quán đấy bằng cái cách là nhìn vào tịnh, nhìn vào cái tướng bất tịnh. Chỉ cần hướng tâm đến một cái tướng bất tịnh thì nó đối trị lại với một cái tịnh tướng. Vậy thì khi mà vị đấy hướng tâm đến một cái tướng bất tịnh thì nó sẽ khởi thêm sự nhàm chán đối với một cái cảnh trần, và nó không còn cái sự tham đắm với một cảnh trần nữa. Thì đấy cũng là một cái người nào mà thường xuyên tác ý những cái tướng bất tịnh thì người đấy sẽ có được một cái nội tâm thanh tịnh. Còn người nào mà thường xuyên quán chiếu đến những cái tướng khả ái, những cái sự tốt đẹp của một cái cảnh trần thì cái tâm người đấy bị ô nhiễm bởi những cái cảnh trần này. Vậy thì những cái pháp quán về bất tịnh nó sẽ làm cho cái tâm của cái hành giả đấy trở nên rất là thanh tịnh. Và vì trong đây thì có khi quán chiếu một cái tử thi hay một cái xác chết thì nó có nhiều khía cạnh, một cái xác chết nó sẽ có nhiều khía cạnh khác nhau, và vì đấy sẽ tác ý đến một trong những cái khía cạnh đấy của một cái tử thi. Một cái tướng của tử thi nó sẽ giống như một cái tướng phình trương, là một cái thân mới chết và đã đang ở trong một cái tình trạng nó trương sình lên. Một cái tướng nữa, tướng bẩm xanh là thay chết, đã bị đổi màu, đang bị biến dị đổi màu. Tướng máu mủ là một cái thay chết nên đã bắt đầu có cái hiện tượng bị nứt ra, bị nứt nẻ, bị vỡ những cái màng thịt ra. Và sau đó là tướng nứt ra, nứt này, tướng bị vặn, tức là bị các cái côn trùng hay là các cái loài thú đang ăn được. Tướng rã rời, làm cái thay chết không có toàn thân, băng vãi chỗ này chỗ kia, phân tán là cái lúc đấy là nó hủy hoại được gần hết rồi, máu chảy nhanh
Thì trong bài kinh có cái phần thì nói là phải có 9 cái phần khóa để tự thi. Thì là nó 9 cái phần trên từ 1 đến số 9 thì là liên quan đến một cái sắc chức. Thì vào một cái tướng thứ 10 thì cũng có thể gộp vào trong cái quán tự thi, đó là quán về bộ xương. Chỉ còn lại bộ xương thì một cái xác chết có thể đã chết rất lâu năm rồi nhưng mà vẫn còn lại bộ xương, thì cái bộ xương đấy cũng là một cái đối tượng, là một cái đề mục để quán về cái sự bất tịnh. Và nó cũng có một cái sự kinh cảm cũng gần giống với cái sự quán về các cái xác mới chết. Thì một vị là quán về các cái tướng của các cái xác chết như vậy, thì mỗi có thể là mỗi người có sẽ hợp với một cái tướng trạng khác nhau. Có những người mà khi nào mình quán về cái tướng mà một cái tử thi mới chết mới trương sinh lên, mà khi mình quán mình cảm thấy nó phù hợp, tức là khi mình quán là cái tâm của mình nó khởi, nó cảm thấy cái điều đó rất là đúng đắn, rất là rõ ràng, hay là mình cảm thấy hoan hỉ thích thú, thì cái tướng đấy nó phù hợp với mình thì phải quán cái tướng đấy. Hoặc cái tướng bẩm sanh, cái tướng mà nó đã biến đổi rồi và mình cảm quán mà mình cảm thấy nó kinh cảm, mà cái tướng đấy nó có thể hiện ra rõ ràng ở nơi tâm của mình thì quán những cái tướng đấy. Hoặc là cái tướng mà nó đã nứt nẻ ra rồi, là máu mủ hay là nó bị rò rỉ cắn xé, thì phải chọn một cái đề mục nào đấy nó phù hợp với cái tâm của mình, thì mình có thể quán một đề mục này cũng được trong 10 cái đề về tử thi. Mình có thể chọn một đề mục và làm cái đề mục thiền, và mình có thể quán chiếu. Thì ngay cả khi một cái hành giả không có chuyên tâm hành thiền, mình không phải là cái người chuyên tâm hành thiền quán về tử thi, mình thỉnh thoảng, mình luôn luôn, mình thường xuyên hướng cái tâm, hay là mình có cái ác ý đến cái xác chết, thì ngay cái lúc đấy cái tâm tham dục nó sẽ không khởi lên. Cái tâm là tham ái đắm nhiễm đối với các cái cảnh trần khác, nó sẽ không khởi lên. Vì vậy nên cái đối trị đối với một cái pháp để đối trị với cái tâm tham ái, với cái tâm tham dục, thì chỉ có bằng cái cách niệm xác chết là nó sẽ khởi lên cái tâm nhàn chán ghê gớm. Cái sự ghê gớm đấy nó sẽ mạnh mẽ nhất, và cái tâm ghê gớm hay là kinh cảm về cái sự bất tịnh đấy nó sẽ đè nén cái tâm tham dục, hay là nó sẽ tiêu trừ, nó diệt trừ cái tâm tham dục ở cái mức độ mạnh mẽ nhất trong tất cả các cái đề mục quán về bất tịnh. Thì cái đề mục quán về tử thi này được coi là một cái pháp mà hiệu nghiệm nhất, và đặc biệt là phù hợp với những người có tánh tham. Người có tánh tham mà quán về cái sự bất tịnh này một thời gian sau sẽ hết cái tánh tham. Nhưng mà với một cái người mà có tánh sân mà thực hành cái pháp quán này thì cái lợi ích này không có được cao lắm, bởi vì có thể nó sẽ làm cho người đấy cái tâm chán ghét nó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, cái tâm nhàm chán nó trở nên mạnh hơn, cái người đấy có thể sẽ trở nên hơi khó tính hơn một chút. Vì vậy người thành sân thì sẽ phù hợp với hành thiền tâm từ, và trong những cái pháp như thiền tâm từ thì nó sẽ làm cho cái vị đấy có cái tâm đó là mình luôn luôn yêu quý những chúng sinh hay là mọi người ở xung quanh, tức là cái người đấy sẽ trở nên sống có tình cảm nhiều. Từ cái tình cảm đấy thì nó là rất gần với cái tâm tham ái, tức là nó lại rất dễ trở nên cái tâm tham ái. Thì vậy cái tâm gì mà nó mạnh quá
là nó sẽ cái tâm từ nó cũng sẽ khiến cho mình từ cái tâm từ đấy nó sẽ trở nên thành cái tham ái cũng nhiều. Và cái tâm mà quán về cái sự bất tịnh, quán về cái sự bất tịnh thì nó sẽ khiến cho cái vị nó trở nên nhàn chán. Mình vẫn cũng có những người thì cần phải có cái sự tác ý, đôi khi mình phải tác ý đến cái tướng bất tịnh để nhàn chán đối với những cái pháp khả ái hấp dẫn. Đôi khi mình phải tác ý đến tâm từ để nó đối trị lại với tâm sân, để nó những cái cách mà đối trị. Thì nhưng mà nếu mà để mà với một cái hành giả mà có một cái khuynh hướng là mình cứ có một cái ước muốn mạnh, đó là muốn thành tựu được niết bàn, muốn đi đến giải thoát sinh tử, muốn thành tựu được niết bàn ở hiện tại hay là ở trong một cái thời gian sớm nhất, thì cái pháp quán bất tịnh nó sẽ có cái lợi ích rất là lớn. Nó sẽ làm nhất là các pháp quán về thực thi thì hoặc là pháp quán về niệm về sự chết. Quán tử thi là mình niệm về cái sự chết, quán tưởng về sự chết ở bên ngoài. Còn quán về sự chết là mình niệm về cái sự chết ở trong mình. Thì cả hai cái pháp quán này nó đều làm cho mình có cái sự kinh cảnh, thấu hiểu được cái tánh chất vô thường. Thế là cái người mà quán về cái sự chết hay về cái xác chết, nó mình sẽ thấy được cái sự vô thường, có được cái sự kinh cảm về cái sự vô thường. Từ cái sự kinh cảm về cái sự vô thường đấy thì cái hành giả đấy sẽ có được cái tâm buông xả cũng rất là mạnh, sẽ buông xả được hết mọi thứ ở trên thế gian này, nó sẽ vô nghĩa. Từ cái tâm của mình cái cảm nhận cái sự vô nghĩa của những cái tâm mà mình tham đắm, tham đắm đối với vật chất, đối với năng nguồn. Và như vậy thì cái người đó thực hành thiền tuệ sẽ rất là mạnh. Cái người nào mà trong tâm có cái sự kinh cảm về các cái pháp bất tịnh, tức là cái vị đó luôn luôn khởi niệm về những cái bất tịnh, quán về những cái tướng bất tịnh, thì cái trí tuệ của cái vị đó sẽ càng ngày sẽ càng trở nên sắc sảo hơn, trở nên thâm sâu hơn. Thì những cái pháp bất tịnh nó sẽ diệt trừ được cái tâm tham. Thì trong cái tâm tham ấy thì nó cũng sẽ diệt trừ được tất cả những cái cấu quế, những cái si mê, mà nó sẽ giác ngộ ra được cái sự thật rất là dễ dàng. Vậy với một cái hành giả tu tập để muốn đến chứng ngộ niết bàn thì vì việc quán về cái pháp bất tịnh này rất là cần thiết và cần phải thường xuyên quán chiếu, thì nó sẽ có được cái lợi ích rất là lớn. Nhưng mà muốn thực hành được cái pháp quán về những cái pháp quán liên quan đến tự thi này, nó rất là khó, nó không dễ như các các đề mục khác. Nhưng một cái người mà thực hành thiền quán, cái pháp quán về niệm hơi thở thì ở đâu, ở bất cứ nơi nào mình cũng thực hành được, và bất cứ ai cũng có thể thực hành được. Vì lúc nào cái hơi thở của mình nó cũng hiện hữu ở trong mình, lúc ấy mình chỉ cần có cái sự tác ý là mình sẽ quán được. Hay là thực hành các cái đề mục thiền khác, mình đi tìm cái đối tượng nó rất là dễ dàng và không hề khó khăn như là cái pháp quán về thực thi. Quán về xác chết này là một cái đề mục thiền rất là khó tìm đề mục. Ví dụ như với một cái người nào mà từ nhỏ đến lớn mình chưa từng nhìn thấy cái thực thi này thì hầu như sẽ không có thực hành được cái pháp quán về nhận về xác chết này. Vì cái pháp quán nhận về xác chết này, cái điều bắt buộc với một cái người mới thực hành, cái người sơ cơ mới thực hành thì là mình phải đã từng thấy tử thi, đã từng thấy một cái xác chết thì nó mới có được cái sự kinh cảnh. Và mỗi một khi quán tưởng về những cái xác chết, mình phải hướng tâm về cái xác chết mà mình đã từng thấy được, mình đã từng thấy cái xác đấy được,
thì nó mới với kinh cảm, cái niềm kinh cảm nó mới mạnh. Vì đã từng thấy thì cái niềm tin nó mới mạnh, cái gì mà mình chưa từng thấy thì cái niềm tin nó rất là yếu. Còn cái gì mình đã mắt thấy tai nghe rồi thì cái niềm tin nó sẽ rất là mạnh. Khi mà cái niềm tin nó mạnh thì cái tín tấn niềm tin tuệ, tất cả những cái căn quyền căn nó mới mạnh, và lúc đấy mình thực hành mới đạt được sự nhất tâm. Và mình nhìn thấy ở trên trên ảnh, bằng hình ảnh nó cũng không kinh cảm bằng mình nhìn thấy trên bằng thực tế, bằng cái con mắt của mình. Vậy nên là với người muốn quán được cái pháp này thì bắt buộc cái vị đó phải đi tìm kiếm đề mục, tìm kiếm đối tượng. Thưa sư nói với mất hình ảnh trên. Như là một cái người mình vỡ được
bây giờ người ta thì đi tìm kho báu, mình thì đi tìm xác chết, mà cũng phải trân trọng như là đi tìm kho báu. Đi một mình và không có một bạn bè ai, với tâm an trú chánh niệm và không có hướng ngoại và tránh những chướng ngại trên đường đi như thú dữ hay là người tàn phá. Ở những con đường nào mà có nhiều thú dữ thì đi trên con đường đấy sẽ nguy hiểm thì tránh, và trên cái con đường nào mà có nhiều người khác phải thì đi, khi cái đối tượng mình quan sát xong rồi mình ghi, cần phải ghi nhớ nó ở trong tâm. Nhưng mà khi gặp người khác phái mà mình không giữ chánh niệm một cái là mình sẽ bị mất cái đề mục. Và khi đến chỗ xác chết thì mình phải đứng ở một cái nơi phù hợp, không nên đứng ở cuối gió tại vì cái mùi nó rất là hôi thối làm cho mình phát nôn mẹ, không thể nào chịu nổi. Không nên đứng ở đầu gió để mình tránh phi nhân, các thằng phi nhân cũng hay đứng ở đầu gió. Không nên đứng quá xa và cũng không nên đứng quá gần, không nên đứng ở trên đầu, không nên đứng ở dưới chân, và đứng ở cái khoảng giữa để mà quan sát một cái tử thi hay một cái xác chết. Đứng ở khoảng giữa thì mình có thể quan sát được cả hai đầu, mình có thể quan sát từ trên đầu xuống đến dưới chân của một cái tử thi đấy. Thì mình sẽ phải cố gắng mà ghi nhớ cái tử thi đấy. Những cái rất là nhiều người và đặc biệt là những cái các cái vị sư theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì cái việc quan sát về tử thi là một cái điều rất là có lợi này. Là cho những cái vị đấy đi là được ở nơi nào mà có cái sự khám nghiệm tử thi, người ta các vị sư sẽ hay đến để quan sát, vì đó là một cái đề mục tu tập gần giống như là rất là phổ thông. Một cái vị đấy có thể là một vị thiền sinh chuyên tâm hành thiền thì cái việc quán tử thi là một cái pháp hỗ trợ cho cái vị đó có thể chứng đắc thiền. Có khi vị đó không có thực hành thiền quán tử thi, vị đó thực hành thiền niệm hơi thở, thì cái việc quán tử thi nó sẽ có cái lợi ích là nó hỗ trợ cho cái việc đó thực hành thiền niệm hơi thở, nó sẽ luôn giữ được cái chánh niệm rất là mạnh. Ví dụ như là trong lúc mình chú tâm trên hơi thở thì những cái vọng tưởng, nhất là những cái vọng tưởng về một cái pháp tham dục đối với trần cảnh có thể khởi lên, và ngay những lúc đấy thì nó tác ý hướng tâm đến một cái xác chết, vì đó quán thân là bất tịnh, thân là bất tịnh, xác chết là bất tịnh. Với cái sự kinh cảm của cái xác chết bất tịnh đấy, cái tâm của mình nó sẽ thanh tịnh trở lại, không bị cuối động bởi những cái tầm cái tâm tham nữa. Thì khi đó là cái chánh niệm của mình nó lại trở nên hành thiền, và vì đó sẽ nhập định rất là nhanh. Cái người nào mà cái tâm, cái nội tâm mà thanh tịnh thì cái vị đó sẽ phát triển thiền định dễ dàng và nhanh chóng. Nếu mà cái nội tâm của mình nó bị ô nhiễm nhiều thì cảnh nó sẽ rất là lâu, mất rất là nhiều thời gian. Và muốn cho tâm của mình thanh tịnh thì mình phải quán đến cái pháp bất tịnh thì để đối trị lại những cái tham vọng đối với các cái cảnh trần. Thì khi mà quán pháp, quán một cái đối tượng nào đấy thì mình phải để ý đến nhiều cái đặc điểm của nó, hay là mình phải quán sát một cái xác chết là phải quán sát được về cái màu sắc, hay là về cái đối tượng là cái người chết đó là người già hay người trẻ, về cái hình dáng của người đó, rất là nhiều những cái mình cần quán để ghi nhớ. Thì trong cái lúc mà quán tâm mình quán về tử thi mà nó mình càng ghi nhớ được nhiều cái đặc điểm ở trên một cái tử thi đấy thì cái trí của mình hay là cái chánh niệm của mình nó sẽ càng mạnh. Vì vậy nên là khi mà quan sát thấy một cái xác chết này thì phải cố gắng để ý đến nhiều cái đặc điểm của cái xác chết đấy.
để đến lúc mình muốn hướng tâm đến thì nó sẽ cái tâm của mình hướng đến thì cái hình ảnh của cái tự thi đấy có thể nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng nhất. Còn có những người thì do mình quán hơi hợt, có thể là trong cả một cái xác chết mình chỉ nhớ được một điểm nào đấy. Ví dụ như mình nhắm mắt lại nghĩ lại một cái xác chết mình đã từng thấy, có thể là mình sẽ nhớ lại được cả cái toàn vẹn của một cái tử thi, nhưng có khi mình chỉ nhớ được một cái điểm nào đấy, mình nhớ được một cái đặc điểm nào đó, quan sát như là quán về cái tướng về trình trương này thì mình phải quán theo 11 cách. Ví dụ như là phải để đến màu sắc đó. Màu sắc của xác chết của cái người đấy là da đen hay da vàng hay da trắng, thế là mình quán về cái màu da, đặc điểm của người đấy là người trẻ hay người già, hình dáng về cái đầu, cái cổ, cái ngực, tay chân, mình quán phải ghi nhớ từng phần trên đầu như thế này, cái cổ, cái tay, cái chân, cái điều đó mình ghi nhớ được càng nhiều thì càng tốt. Phương hướng mình phải rõ trở nên là hướng dưới, hướng trên phải rõ trở nên hướng dưới. Vị trí là bàn tay ở chỗ này, chân ở chỗ kia, cái đầu ở chỗ này, bụng chỗ kia. Giới hạn ở đây là ranh giới của tay, ranh giới của chân, ranh giới của cái phần cơ thể. Đấy, rồi là đến những chỗ nối như ở khớp tay, khớp chân, bên phải, bên trái, những các cái khớp nối ở cổ, ở thắt lưng, những chỗ mở ra, chỗ hỏng của cánh tay, cánh chân, chỗ hỏng của bụng, lỗ tai, chỗ nõn của mắt, tai, miệng, lưỡi, chỗ nồi, gối, nõn xung quanh, và quan sát ở xung quanh cái thi thể đấy. Nên cả những cái ví dụ như là ở xung quanh cái thi thể đấy người ta để cái gì, thì, hay là có cái tảng đá hay có cái cây cối gì, để quan sát như vậy đến lúc mà mình có muốn gợi nhớ ra, cái tâm nó không nhớ được những cái chi tiết đấy thì mình nhớ đến cái vật ở xung quanh. Từ khi vừa nhớ đến vật xung quanh rồi nó sẽ nhớ lại được cái hình dáng của cái xác chết. Để tâm ở chỗ nào có tướng bình thường đó là nhất là cái niệm bình thường bình thường. Nếu như mình quán cái tướng thì mình cần niệm là xác chết bình thường, xác chết bình thường nó sẽ khởi lên. Thì đầu tiên là mình nó phải mở mắt và quan sát và mình ghi nhớ đến mức tối đa một cái xác chết mà mình đã quan sát đấy. Quan sát từ đầu đến chân và cố gắng ghi nhớ được cái hình dáng và những cái đặc điểm. Mình ghi nhớ được càng nhiều càng tốt, và những cái gì mà mình cảm thấy kinh cảm nhất, ghê gớm nhất thì nó sẽ dễ ghi nhớ nhất, thì mình phải để ý vào những cái đó. Ví dụ như là cái con mắt nó nổi ra, cái răng nhe ra, miệng há ra, da chỉnh lên rồi bỏ mình lúc rĩa, thì những cái đó mình quán kỹ, mà càng những cái ghê gớm thì nó càng dễ ghi nhớ. Và mở mắt quan sát rồi lại nhắm mắt lại, khi mà ngồi nhắm mắt lại cứ niệm quan sát chết đã chỉnh trường, sát chết chỉnh trường, thì khi mà quan sát lại như thế mà khi mình nhắm mắt lại mà cái tâm của mình nó còn ghi nhớ được cái hình ảnh của cái sát chết, còn ghi nhớ được ở trong tâm, thì là lúc đấy mình đã thành công. Có nếu như mình có người nào có cái trí nhớ tốt thì mình có nhìn qua một chút là cũng có thể ghi nhớ lại được. Còn những người nào mà có cái trí nhớ kém thì nó hay bị quên, thì cần phải mở mắt lại nhiều lần nhìn, rồi lại nhắm mắt lại, rồi cố gắng hình dung, và vừa hình dung vừa phải niệm đến những cái khái niệm này, xác chết sinh trưởng, không chết sinh trưởng. Niệm như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho mình nhớ sau này. Khi nào quên thì mở mắt ra nhìn, sau đó thì nhắm mắt lại và hình dung ra. Đến là cách thực hành cái pháp quán này của một cái người mà chưa đắc định, tức là một cái người đấy chưa có đắc thiền nào thì mới cần phải thực hành một cách vất vả như vậy. Còn đối với một cái vị thiền giả nào đã từng tu tập chứng đắc được thiền, ví dụ như tứ thiền hơi thở, thì đó mà đã đắc được thiền rồi thì nó sẽ không cần mất cái công phải đi tìm cái
tâm linh tĩnh lặng. Vì đó chỉ cần hướng tâm đến một cái thời điểm trong quá khứ, có thể là cách đấy 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm về trước hoặc lâu hơn, không có giới hạn. Mình đã từng thấy một cái xác chết nào đó, thì bây giờ mình nhập thiền, sau đó mình hướng tâm ngược về quá khứ và mình quán cái xác chết đấy, thì cái xác chết đấy nó sẽ hiện ra rõ ràng với cái sự hỗ trợ của cái tâm linh. Thì mình hướng tâm về đấy là những cái ký ức về trong quá khứ nó sẽ trở lại và nó sẽ hiện lên rất là rõ ràng. Trước kia mình đã từng quan sát mình thấy cái xác chết như thế nào, thì bây giờ với cái tâm có định mình hướng lại mình sẽ thấy rõ ràng. Và cái việc đó chỉ cần chú tâm trên cái hình ảnh của cái xác mà bị nó còn ghi nhớ ở trong tâm đấy, và bị nó tác ý đến các cái tướng của nó, như tác ý đến cái xác chết bất tịnh, về cái khía cạnh bất tịnh của cái xác chết đấy, thì cứ quán nó xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, thì cái xác chết đấy càng lúc nó sẽ càng hiện rõ ràng. Và cái lúc đầu thì cái tâm sẽ trở nên kinh cảnh ghê gớm, hướng nghiêng nó sẽ khởi lên. Nhưng mà và cái tâm đó, với một cái tâm đã được hỗ trợ bởi thiền an trì rồi, thì cái hình ảnh xác chết nó không bị tan đi mà nó được duy trì liên tục. Và vì nó quán như thế thì không bao lâu vì nó sẽ đắc định, và vì nó sẽ thấy nó có cái quan hỷ nó khởi lên, đến với cái sự hỷ này. Thì bởi vì trong cái sự quán sát như vậy thì cái tâm mà quán sát về cái sự bất tịnh này, thì lúc đầu nó rất là ghê gớm, nhưng sau đó nó lại rất là hỉ nạn. Vì cái trạng thái hỉ nạn nó đi đúng sự, cái trạng thái hỉ nạn của cái tâm thanh tịnh, và cái hỉ nạn của cái sự nhất tâm trên đối tượng nó sinh khởi, vì nó sẽ trở nên rất là hoan hỉ. Và cái pháp thiền mà vì nó có thể chứng đắc được khi quán một cái tử thi là vì nó có thể chứng được đến sơ thiền. Và ở cái pháp thiền niệm về tử thi mới chỉ chứng đắc được sơ thiền, chứ nó không chứng đắc được những cái tầng thiền cao hơn. Như một cái người thực hành thiền hơi thở thì nó sẽ chứng đắc được đến tứ thiền, nó thì vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà một cái người thực hành về cái pháp quán tử thi thì nó chỉ chứng đắc được đến sơ thiền, thì cái mức thiền đấy là cao nhất của người khác quả tử thi. Còn với cái người mà không có định thì hướng tâm đến cái xác chết nó cũng sẽ khởi lên cái sự gây gớm. Nhưng mà với một cái người bình thường thì mình quán như thế, nếu như là mình không có trí, không có cái sự hiểu biết là mình quán này để làm gì, thì cái người đấy sẽ cảm thấy sợ hãi. Tức là đại đa số cái người bình thường, những người không biết tu tập thì sẽ có cái tâm lý đó là sợ hãi đối với sát chết, sợ hãi đối với những cái bất tinh. Ngay cả bình thường mình nhìn thấy một cái xác chết của một cái con vật nhỏ ấy thế nào đấy thì mình cũng đã cảm thấy ghê gớm. Nhưng mà cái sự kinh cảm ghê gớm trên những cái xác chết của những con vật đấy nó không kinh cảm bằng cái sự ghê gớm của cái xác người. Nhưng mà sợ một cái xác người chết hay là có mùi thối của cái người chết thì nó mới kinh cảm, nó mới ghê gớm. Thì với một cái người sợ hãi thì cái vị đó là người có biết tu tập thì chính là cái tâm sợ hãi. Cái tâm sợ hãi nhàm chán là sợ lên cái tâm sân. Thì cái người đấy sẽ không có thực hành cái pháp quán này được. Thì bạn thực hành cái pháp quán như vậy thì nó sẽ không có lợi nào, không có lợi ích gì. Vậy thì chỉ có cái người nào mà có trí tuệ mới hiểu được, cái người đấy phải hiểu được rằng là những cái tâm như là tâm tham nó ngưu trị ở trong tâm đó, trong lòng, thì đó là một cái sự cấu uế của tâm, đó là cái phiền não của tâm, nên đó là cái bận tật mà mình cần phải đối trị nó, mình cần phải đoạn trừ nó, cần phải tiêu diệt những cái tâm tham đắm đối với các cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Thì cái sự đối trị đối với cái tâm tham đấy thì không có một cái pháp nào mà nó có cái nó có thể mạnh mẽ bằng cái pháp
quán về sắc thiết, chỉ có quán về sắc thiết là đối trị với cái tâm tham, nhất là tham đắm đối với cái sắc pháp. Tức là mình có nhiều cái tham đắm đối với sắc hành hương vị xúc, có những cái đấy thì bây giờ cái người thì trong những cái mà mình tham đắm, tức là trong những năm cái dục gọi là ngũ dục, thì người ta tham đắm về cái cảnh sắc là bị nặng nhất trong tất cả những cái pháp của dính mắc, thì tham đắm đối với sắc một cái sắc bên trong hay là cái sắc bên ngoài. Thường thường mình hay tham đắm với sắc bên trong hay bên ngoài. Ví dụ như là cái sắc của mình thì mình có biết không? Ví dụ mình đẹp mình có biết là mình đẹp, hay mình xấu có biết mình xấu không? Ít thì biết, nhưng mình không soi gương sao biết, nhìn chân tay thì sao biết đẹp hay xấu. Đấy, nhưng mà chỉ có người khác người ta nói mà để cho mình biết. Nhưng mà thực ra cái tham đắm là với sắc, đó là tham đắm với cái sắc bên ngoài. Còn đối với bên trong mình thì nó xấu mình cũng tham, nó có cái tham ái tự ta đã có sẵn. Và còn cái đối tượng ở bên ngoài thì nó mới có sự chọn lọc. Cái người này đáng để người này đẹp tham, người kia xấu, thì nó có sự phân biệt như vậy mà. Thì khi mà cái người mà quán một cái xác chết thì cái vị đó cần phải có trí tuệ. Nếu một người không có trí tuệ thì không thực hành thiền, cái pháp quán về xác chết. Vị đó có trí tuệ, vị đó phải liên hệ được cái người cái xác chết đây ở trước kia, nó cũng là một cái người, cũng là một con người, cũng đi đứng làm ngồi, cũng ăn nói, cũng sinh hoạt giống như người thường. Nhưng mà đi đến cái đoạn cuối của cuộc đời là như thế, tánh chất là như thế, bản chất là như thế, thân này là như vậy. Tất cả những người trong quá khứ đã sinh ra rồi cũng phải chết đi, khi chết đi cũng xỉ trương, cũng chết thối, cũng mục nát như thế này. Những người còn sống rồi cũng sẽ phải chết đi, cũng sẽ thối nát như thế này. Những người tương lai sẽ sinh ra rồi cũng sẽ phải già, phải chết đi như thế. Thì đi đấy mới thấy được cái bất tịnh ở trong cái tịnh, thì mới thấy được không có cái gì nó trường tồn, cái gì nó chỉ là giả tạm nhất thời, cái đẹp đến đâu nó chỉ nhất thời. Cuối cùng cái bản chất thật sự nó là bất tịnh, ô uế, thối tha như vậy. Thì với cái có được cái trí tuệ hiểu được như thế thì cái sự đi tham nó mới mạnh, cái tâm đi tham sẽ rất là mạnh, có cái sự kinh cảm mạnh, thì vì nó mới diệt trừ được những cái tâm tham ở trong mình. Thì đó là cái quán về cái tử thi sẽ có cái lợi này như vậy. Nhưng với một người không có trí tuệ, cái vị đấy không có cái ý là vị đó không cho cái tâm tham là điều xấu, vị đó lại cho là tham nó ảnh hưởng đến ai đâu, cái tham thì nó ở trong lòng tôi, thấy cái gì đẹp thì tôi thích, đấy là quyền của tôi. Với cái tâm lý như vậy, cái tư tưởng như vậy, vì nó thấy cái gì xấu thì vì tôi bị mắc, nó quay lên tôi không nhìn, tôi chỉ nhìn cái đẹp, tôi không nhìn cái xấu. Thì với đấy là gọi là những cái người ngu. Thì những cái người ngu không có thực hành được những cái pháp thượng nhân, những cái pháp cao thượng. Thì cái pháp mà để mà quán về cái sự bất tịnh này là một cái pháp rất là cao thượng. Một cái pháp đấy rất là cao thượng thì chỉ những người thượng trí mới thực hành, còn những cái người trí tuệ thấp kém không thực hành. Bây giờ ai mà nhìn thấy xác chết mà coi như đó là một kho báu, có mấy người đời này mà coi xác chết như một cái kho báu vỡ, nhìn đi tìm kiếm xác chết như người đi tìm kiếm kho báu, đi tìm kho báu còn dễ hơn chứ đi tìm xác chết rất là khó. Nhưng bây giờ mình có thể đi đến các niết bàn rất là nhiều, đi vài bước có, nhưng bây giờ đố đi tìm được một cái xác chết để nhìn. Thì cái mục đích của cái sự quán sát, về cái sự quán sát này, quán sát những vật xung quanh tử thi đó để tránh nhầm tưởng những vật đó là tử thi đứng dậy hay là chuyển động. Phải để ý kỹ những cái vật xung quanh, vì đối với một số người nhát gan
khi mình thấy một cái cành cây nó rung động ấy, mình đôi khi mình sẽ hoảng hồn và quên có thể là xác chết nó đang có những gì hay là xác chết đang đứng đợi. Quan sát được một cách để mình bổ tâm ra một chỗ, quan sát con đường đi và về để theo dõi tâm và theo dõi dấu đề mục thiền. Đôi khi một cái người mà mình muốn gỡ, khi mình trở về mình nhớ lại cái tử thi đấy, thì mình sẽ lần theo con đường mà mình đã đi. Ví dụ như là cái xác chết này nó nằm cái vị trí nào mà mình đã từng thấy, thì bây giờ mình muốn nhớ lại nó. Khi mình về mình có thể cái hình ảnh nó quên đi, mình muốn nhớ lại nó thì bắt đầu mình đi ngược lại. Thì cái tâm của mình nó phải dò theo con đường đấy, nó dò theo con đường đấy là mình đã đi như thế này, đi đến cái con đường này mình đã sang cái ngã này, rồi mình đi đến cái chỗ đấy và cái xác chết nó nằm ở đấy. Lần theo như vậy thì cái xác chết đó nó sẽ hiện ra rõ ràng, cái hình ảnh về cái đường đi đấy nó sẽ hiện ra rõ ràng, mà mình sẽ không mệt mỏi. Còn mình cố gắng mình quán thì mình bỏ qua những cái giai đoạn khác, có thể cái tâm của mình nó sẽ không, nó không có bắt được vào cái hình ảnh đấy, và nó sẽ cái chánh niệm nó yếu hay bị cái cảm nhận khác nó khởi lên và mình sẽ bị mất chánh niệm. Thì cái sự quán về tử thi nó sẽ không được mạnh. Khi một cái người mà quan sát như thế, mình ghi nhớ cái hình ảnh của cái tử thi đấy, khi mình nhắm mắt lại mà mình còn hình dung ra được cái hình ảnh của cái xác chết, thì đó là cái người đó là có sơ tướng. Cái tướng tức là sơ tướng là cái tướng ban đầu của cái tử thi đấy đã hiện diện ở trong tâm của mình. Nếu bây giờ mình mới nhắm mắt lại mình còn hình dung ra được cái xác chết, lúc đấy là mình đã là một người có sơ tướng của cái tử thi, mà mình có thể chú tâm trên đấy và phát triển được thành thiền quán, được thành cái thiền quán về tử thi. Nhưng khi trên cái con đường đi về, hoặc là trong lúc mình quán cái xác chết xong rồi, mình lại bận rộn một chỗ công việc, hoặc là mình bị nói chuyện nó phân tâm, nói chuyện người ta nó phân tâm, thì cái hình ảnh nó có thể nó bị quên mất, cái hình ảnh mình quan sát này nó bị quên mất, thì cái lúc này mình sẽ khôi phục lại. Không, mình không cần phải thân sinh đi đến cái chỗ đấy nữa, tức là mình không cần phải đi đến cái chỗ tử thi nữa, mà hãy ngồi một chỗ rồi lần theo dấu vết của nó và mình sẽ gỡ nhớ lại được cái hình ảnh đó. Ngồi yên năng tưởng nhớ đến lại cái con đường đã đi, con đường mình đã đến, đã đi và về, mình cứ lần theo cái con đường cho cái tâm của mình nó lần theo cái con đường và nó đi lại đến cái chỗ tử thi, thì tất cả những cái cảnh vật xung quanh trên con đường đi nó hiện ra và mình sẽ hướng tâm trở về đúng cái đối tượng là cái tử thi đấy và tiếp tục quan sát. Và một cái người muốn thực hành được cái pháp này thì phải coi giữ cái đề mục này như một báu vật, trân trọng cái đề mục này, giữ gìn cái đề mục này, mà giữ gìn bằng cái cách nào, tức là mình phải ghi những cái mà mình đã quan sát được, những cái hình ảnh, những cái tướng mà mình đã quan sát được từ cái xác trên đấy, mình phải rất là trân trọng, rất quý báu, luôn luôn giữ gìn nó ở trong tâm mình để cho nó quên mất. Và vì khi nó quên mất rồi mình không tìm lại được nữa, thì cái xác chết chỉ một thời gian rất ngắn phân hủy mất. Việc đi tìm lại cái đề mục này rất là khó khăn, rất là mất rất là nhiều công sức. Vì vậy nên khi đã có cơ hội để mà ngắm nhìn một cái tử thi nào đó thì hãy cố quan sát cho nó thật kỹ và ghi nhớ cho nó thật lâu, đừng có để quên mất. Mà mỗi khi mà thường xuyên là mình phải đang đi giữ gìn cái hình ảnh của tử xác chết đó, trân trọng và coi giữ nó như một của bảo, đừng để nó mất. Những cái đề mục khác thì nó mất thì nó dễ, còn đề mục về tử thi này rất là khó tìm. Tưởng niệm nhiều lần như vậy, khi mình quan sát như vậy làm như là nhiều lần thì tâm mình sẽ nhập định được, tâm mình nó sẽ định tĩnh trên cái hình ảnh sáng trên đó, và những cái tướng của định như là ánh sáng nimitta nó sẽ xuất hiện, học tượng như một cảnh tượng kỳ dị hay một cái xác chết đang bị phân hủy, và tự tướng ấy, như một người có chân tay to lớn nằm dài sau khi ăn thì nó cũng có học tướng và tự tướng như vậy.
học tướng là cái hình ảnh dạng chết, nó sẽ hiện ra theo đúng như lúc mình nhìn bằng con mắt thường. Đấy, đó là dạng chết nó dình trường lên, và sau đó cái nimitta tướng nó sẽ xuất hiện, những cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện xung quanh cái dạng chết đấy, và cái dạng chết đấy dưới cái tâm mà có định nó tỏa sáng rực rỡ thì nó hiện lên một cách rõ ràng, và từ cái học tướng nó chuyển thành tự tướng. Dưới cái ánh sáng rực rỡ đấy thì cái hình ảnh xác chết đấy nó lại trở nên rất là xinh đẹp, nó lại trở nên như một cái xác chết, như một cái người nằm ăn no và nó trưng nó xỉn trưa vậy, nằm dài đấy, và mình sẽ đắc định ở trên cái tự tướng đấy. Và khi tự tướng nó xuất hiện thì lúc đấy tham dục sẽ tan biến hoàn toàn, các triển cái khác cũng được đầy này, hành giả sẽ đắc tâm định và chỉ định và sẽ đắc về sơ thiền. Đối với việc quan sát về tự thi mà mỗi một cái pháp quán về tự thi, mỗi một cái đề mục tự thi nó sẽ có cái tác dụng, đó là đối trị lại với những cái sự tham dục khác nhau của mỗi người. Mỗi người có cái tánh tham dục khác nhau. Như là có người thì có cái tham ái, có người thì tham về sắc, sắc đẹp và về hình dáng, có người tham sắc đẹp màu da, có người thì tham đắm những cái sắc khác, thì nó có nhiều cái sự tham khác nhau, cho nên sẽ có nhiều cái cách quán sát để đối trị khác nhau. Ví dụ như là cái người mà có cái tham đắm về hình dáng xinh đẹp dễ thương, thì khi chết nó sẽ trở nên xình trương đáng sợ. Vậy thì với cái người mà tham đắm về hình dáng, có người thì cái lúc đấy thì cái xác chết thì khi nó chết thì nó không còn giữ được cái hình dáng. Có người thì tham đắm là cái hình dáng phải là có là mập, có người thì tham đắm hình dáng là gầy, có người tham đắm hình dáng ở kia, thì lúc chết thì cái thân nào nó cũng chỉnh chưa lên hết, thì nó không ai cũng như ai, thì nó đều là cái xác chết bất tịnh. Chẳng qua là cái lúc còn sống thì người ta giữ dáng để người ta lừa gạt người khác, còn cứ thả ra thì nó cũng không có cái hình dáng nào cố định cả. Lúc hôm nay thì nó thế này, mai nó sẽ thế khác, và đến lúc chết thì nó mới hiện rõ ra cái bản chất, tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, cái thân của con người là như vậy, quan sát thiết phù hợp với người tham ái về hình dạng của mình hoặc của người ta, hình dạng kể cả mình có tham đắm về hình dạng, cố gắng giữ cái dáng cho nó được trẻ mãi, hình già thì nó chết cũng hình trường. Nhưng một cái cách đối trị thì vị ấy quán thân trên nội thân, vị ấy quán thân trên ngoại thân, vị ấy quán thân trên cả nội và ngoại thân, quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân. Thì ở cái giai đoạn mà vị đấy quán cái tánh thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân thì là cái vị đấy lúc đấy là quán những cái pháp chân đế, chứ không còn là quán về cái xác chết. Khi mình quán trên cái xác chết đấy là một cái pháp chế định, hay là một cái pháp nó ở cái mức độ tương đối, khi nó có thể quán về cái xác chết bất tịnh để nó đè nén được cái tâm tham dục, nhưng nó không có diệt trừ được tâm tham dục, nó chỉ đè nén, nó chế ức chế tăng ở cái xác chết, nó chỉ là một cái pháp nó tương đối, chưa phải là pháp chân đế. Và cái vị đấy nó quán thân trên nội thân thì vị đó phải quán các cái tâm nó đang cái tâm mà nó quán cái xác chết này, thì đấy mới là quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân. Ví dụ trong cái lúc mà vị đó quán cái xác chết này, nếu như vị đấy chưa đắc được tầng thiền thì lúc đấy nó sẽ khởi lên những tâm thiền nhìn lớn. Tức là khi mà mình khởi lên cái tâm, mình chỉ cần tác ý lên cái tâm xác chết là bất tịnh, xác chết là bất tịnh, mình trong tâm mình nhớ đến cái hình ảnh của xác chết đấy, thì cái lúc đấy là cái tâm thiên nó đã khởi lên, chứ không phải là tâm bất thiện. Thì cái tâm thiên được tới nó sẽ có cái lộ trình của cái tâm thiên mình nhớ. Cái tâm đấy nó được sinh lên từ ý môn, tức là từ cái sắc trái tim,
và nó có một ý môn lương tâm có 7 vị chamana, và mỗi một cái chamana đấy nó có 34 tâm, có khi nó có hỉ thì nó bằng cả 34, đôi khi nó không có hỉ, đôi khi nó có trí, đôi khi nó không có trí, đôi khi nó cần nhắc bằng, đôi khi nó không cần nhắc bằng. Thì nếu như một cái người mà khóa cử thi để đáp được sơ thiền thì cái tâm thiền của khi đó nó lại là cái tâm sắc giới, nó không phải là tâm dục giới, thì cái tâm ấy nó vượt qua cái nội tâm dục giới và nó đạt thành cái nội tâm sắc giới. Cái nội tâm sắc giới thì nó cũng khởi lên từ ý môn, từ cái nơi sắc khe tim, nó có một ý môn hướng tâm, nó có chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập an chỉ, nó cũng có 34 tâm, đó là những cái tâm tinh hẳn hay là những cái tâm cao thượng. Thì từ cái việc quán đấy thì vì nó quán ra pháp chân đế, vì nó phân tích ra được các pháp chân đế, thì muốn phân tích pháp chân đế đấy thì vì đó cũng phải phân tích được tứ đại ở trên thân mình, phải hành được thiền tứ đại, phân tích ra các cái sắc pháp của sáu căn, sau đó mới phân tích được cái danh nó nương vào cái sắc đấy mà khởi lên. Ví dụ như là khi mình chú tâm trên một cái sắc chết thì những cái tâm nào nó khởi lên, những cái tâm mà nó là những cái tâm thiện nó khởi lên thì mình phân tích ra những cái tâm đấy, thì cái lúc này nó từ cái pháp tổ đế hay là từ cái pháp chế đế mà nó phải đi đến cái pháp chân đế, vì đó sẽ quán cái danh sắc đó, cái danh sắc đang quán cái cử thi đó, đấy nó gọi là quán thân trên nội thân, vì đó quán cái danh sắc của một cái người bên ngoài là quán thân trên ngoại thân, rồi quán thân trên cả nội và ngoại thân, sau đó vì đó quán cái tánh sanh khởi, quán tánh sanh khởi là vì đó phải quán được cái pháp duyên khởi, giống như là quán 12 nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, nên chẳng vì đó mới quán các nhân quá khứ nó sinh ra quả hiện tại, tức là vì đó phải tìm ra cái nhân nào mà nó sinh ra cái danh sắc, vì đó mới thấy cái kinh nghiệm của quá khứ, rồi nó sinh ra cái danh sắc của hiện tại, rồi cái nghiệp của hiện tại nó sinh ra cái danh sắc của tương lai, thì đấy là cái quán cái tính sinh khởi, rồi là quán cái tính diệt tận, rồi sau đó mình mới thấy được là những cái pháp quá khứ như vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì sanh diệt, thì vì đó quán cái tính diệt của duyên nhân duyên như thế, đây là cái quán cái tính diệt tận, thì vì đó mới quán cái tính sanh khởi và đoạn diệt, tức là khi nó sinh lên và nó diệt đi, cái gì mà nó có tính sinh lên và diệt đi thì cái đấy là vô thường, cái gì là vô thường thì cái đấy là khổ, cái gì là vô thường khổ thì nó không được giảm tạm là vô ngã, thì lúc đấy thì nó mới quán tính sinh khởi và diệt tận ở trên thân, thì nó mới hướng đến chánh trí, thì cái tâm mà mình quán như thế thì nó mới hướng đến chánh trí, thì cái trí đấy thì nó mới là cái trí giác ngộ, thì nó mới giác ngộ ra được các sự thật, mà vị đấy mới từ bỏ được cái vô minh tham ái chấp thủ, tức là không còn lương tương không sắp trước gì trên đời nữa, là vị đó sẽ nhàn chán được với cái thân đang buồn này. Đấy là vị đấy quán thân trên thân, thì từ cái pháp quán thân đấy mà thực hành theo pháp tứ niệm xứ thì nó sẽ như thế, thì vị đó sẽ quán như vậy để cho cái tâm nó đi tên, sau đó phải quán được pháp chân đế, phải quán được cái nhân duyên sinh ra cái danh sắc, mà quán được cái tính vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, thì vị đó mới diệt trừ tham ái chấp thủ, thì vị đó mới chứng đắc được niết bàn, những cái giải thoát được sinh tử. Thì trong những cái pháp mà quán về quán niệm về cái pháp trên này thì nhất là ở trong thời Đức Phật thì rất nhiều người có thể chứng đắc được đạt quả, nhưng khi mà người ta quán về cái tử thi, bởi vì cái pháp quán tử thi này nó sinh ra cái sự kinh cảm rất là lớn, một cái mức độ, vì một cái người ở trên đời giữa người mê và người ngộ nó thì khác nhau, đó là ở cái sự nhận thức, một cái người mê còn là một cái chúng sinh, còn là mê là cái người đó còn say đắm đối với trần cảnh, thay đắm đối với những ngũ dục trần, nên là vì nó mà thay đắm ở đây cũng như là tham ái và chấp thủ đối với các cái cảnh trần, thì tham đắm và chấp thủ đấy là do vì đó không có hiểu biết, vì nó hiểu sai, vì mọi thứ ở trên đời này cái bản chất của nó
vốn dĩ là bất tịnh, vốn dĩ là vô thường, vốn dĩ là khổ và vốn dĩ là vô ngã. Nhưng mà cái người mê thì là chấp nó là tịnh, nhìn một cái nên hiểu sai cái bất tịnh để hiểu nó là tịnh, cái vô thường nhưng mà để cứ nghĩ nó là thường, cái mà khổ thì cứ nghĩ nó là ngã, cái mà vô ngã thì cứ nghĩ nó là ngã, là tự ngã, tức là nó còn là thật, là cái giả mình nghĩ là thật. Thì đấy là chỉ là những người mê, còn là cái người mà hiểu ra được cái bất tịnh là biết nó là bất tịnh, cái vô thường thì biết nó là vô thường, cái khổ biết nó là khổ, cái vô ngã thì biết nó là vô ngã. Thì cái người hiểu ra như thế là cái người ngộ. Thì cái người mê thì chỉ nắm ở trong sinh tử luân hồi, còn cái người ngộ thì chứng đắc niết bàn và khổ đạo. Thì chỉ hướng cho một người khác tự chuyển từ cái mê thành cái ngộ, tức là hiểu từ cái vô minh mà chuyển thành trí tuệ, những người đó sẽ giác ngộ lại. Thì mê ở trên đời thì có nhiều cái mê khác nhau, nhưng mà cái mê về những cái pháp liên quan đến sắc sắc dục thì nó lại rất là nặng. Vậy thì cái người đấy chỉ cần đánh thẳng vào cái tâm tham đắm và si mê đối với sắc dục thì người đó ngộ lại, thì người đó sẽ đi đến sự giác ngộ. Thì trong kinh nói về cái câu chuyện của một cái cô nàng, tức là một cái cô này là một cái kỹ nữ của nhà vua Vasenadi Nikosana. Thì khi mà cái cô này thì cô có một cái sắc đẹp và khiến cho ai cũng mê mẩn. Nhưng mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì cô bắt đầu là hướng thiện và biết sự tu tập, và hàng ngày hay cúng dường đến các cái vị sư, đến sư tỷ kheo, và ngày nào cô cũng dường như thế. Thì trong cái số những cái vị đến họp thực thì có một vị tỷ kheo, khi mà nhìn cái sắc đẹp của cô này về thì bị tương tư bị mê mẩn, và nhưng mà cũng đúng cái lúc đấy thì cô này cô có mắc một cái thứ bệnh, một cái giống như một cái dịch bệnh, và ông ta cô chết. Khi mà cô chết rồi thì Đức Phật nói với nhà vua Vasenadi là hãy canh cái xác của cô ấy, để ngoài nghĩa trang, nhưng mà cho đến ra canh thì để cho những con thú nó ăn. Sau đó thì cho đến khi mà cái xác này nó chương sinh lên, bắt đầu có cái sự phân hủy rồi, thì Đức Phật mới bảo với nhà vua là hãy cho tất cả những người dân ở trong thành đi viếng cái xác chết của cô gái. Thì lúc đấy vua Vasenadi đã làm theo, và hàng trăm ngàn người đã đến cái nghĩa trang đợi và đến đấy để quan sát, để thấy. Vì cái cô này khi vợ chồng cô là một cái người có cái nhan sắc và một cái người rất là nổi tiếng, tất cả cái thành xã huyện ai cũng biết đến tên tuổi của cái cô đấy, mà nổi tiếng về một cái người có sắc đẹp. Thế này là lúc đấy thì nhà vua Vasenadi mới bắt đầu ra giá là có ai mua cô gái này. Lúc đầu thì nói là 21.000 đồng, sau đó giảm xuống thì còn 1 đồng, em được gọi đồng 1 xu, và cuối cùng không có ai mua được. Nhà vua bảo bây giờ cho không, có ai nhận thì tất cả mọi người không ai nhận. Là một cái cô này lúc còn trẻ cô rất là có giá trị. Nếu mà ai muốn đến kết bạn cô ấy một ngày phải trả có 1.000 đồng tiền vàng. Bây giờ thì cho không ai mấy nữa. Thì đấy là cái cách thức tỉnh để cho người ta thấy ra được mà sống ở trên đời nó có cái sự mê mẩn như thế. Những cái tất cả mọi thứ trên đời nó là giả tạo, nó là như vậy, nó không thật. Cái gì nó thì nhất thời, một thời điểm nào đấy, thì cái đẹp nó chỉ nhất thời, có ngày đẹp thì ngày mai nó sẽ trở thành xấu. Hôm nay thì nó có giá trị nhưng vẫn có thể ngày mai nó sẽ trở thành một cái vật vô giá, nó không còn giá trị gì nữa. Và nó cái mà hôm nay đáng yêu ngày mai nó trở thành đáng ghét, hôm nay mà nó đẹp như thế ngày mai nó trở thành đáng kinh cảm. Thì cái vị tỷ kheo mà bị say mê cái sắc đẹp ấy, thì ngay cái lúc đấy thì nó cũng kinh cảm và hiểu ra được sự thật, và bị có đắc quả a la hán ngay tại đây. Vì đó là chứng đắc nghe đắc quả a la hán, và trong đó vị đó đã mất 5 ngày 5 đêm không ăn không uống, vì cái sự say mê thì khi mà
vì nó nhìn thấy cái sắc đẹp của cái cô gái này. Sau đó thì nhìn thấy cái xác chết của cái cô gái này thì bị nó kinh cảm, nó nhận thức ra được là cái xác đẹp này nó không thật, nó là giả thật. Thì cũng cái lúc đấy là bị đó phải quán được những cái vô thường khổ vô ngã trên các cái pháp chân thế. Thì từ cái sự kinh cảm này thì nó chứng được quả là hàng ngày. Thì trong cái buổi hôm đấy thì Đức Phật đã thuyết pháp về sự bất tịnh của cái thân thể con người, khiến cho hàng trăm ngàn người chứng đắc được đạo quả. Tức là cũng có người thì đắc được sơ quả, người thì đắc nhị quả, người thì đắc tam quả, người thì đắc đến tứ quả. Thì đấy là một cái cách giáo hóa của Đức Phật để cho người ta bỏ cái mê, bỏ cái tâm say mê cái sắc đẹp trên cái thân thể cuối tha. Thì hiểu ra được cái sự giả tạm, cái sự vô thường thì khi đó sẽ giác ngộ. Thì cái trí tuệ của cái người nào sắc bén thì cái vị đó sẽ hiểu ra và vị đó thể nhập với cái trí tuệ đó. Tức là một cái trí tuệ mình hiểu ra cái sự vô thường nhưng mình phải thể nhập với cái tính vô thường. Thể nhập có nghĩa là cái tâm của mình nó giác ngộ, nó hiểu ra một cách tuyệt đối chứ không phải hiểu tạm thời mà nó là hiểu tuyệt đối. Thì đối với các pháp thiên vi nó là vô thường và thật sự nó là vô thường, vĩnh cửu nó là vô thường, không có bao giờ nó trở thành cái sự thường được. Thì khi mà một cái người có cái trí tuệ như vậy thì cái vị đó thấy cái này là vô thường thì cái kia nó là vô thường, thì tất cả các pháp khác nó cũng là vô thường. Thì thấy người này chết đã sinh ra và phải chết đi thì người kia cũng sinh ra và cũng sẽ phải chết đi. Thì tất cả những cái gì mà đã có hình tướng thì cũng sẽ phải hoàn diệt đi. Thì hiểu ra được như thế, thể nhận được cái điều đó và thì cái lúc đấy mới thật sự là cái người có chánh trí, là cái trí tuệ quán chân chánh thật sự. Còn bây giờ mình có thể là mình hiểu nó ra là vô thường nhưng mình không thể nhận được nó, có lúc này mình cho là vô thường nhưng mà lúc khác thì mình lại thấy cái tính thường của nó. Về cái tâm vô thường đấy nó khởi lên rồi nó lại diệt đi, và cái tâm thường là cái tâm si mê nó lại khởi, nó lại trỗi dậy. Thì đấy là cái sự cái trí mà nó chưa có mạnh, cái trí mà nó chưa sâu sắc thì nó không có thể nhập được. Thì nó cứ lúc thì trí tuệ nó khởi lên, xong rồi lúc sau cái si mê nó lại lấn át. Cứ phải cứ chiến đấu như vậy cho đến khi nào mà trí tuệ thắng áp đặt, thắng tuyệt đối thì cái si mê nó sẽ bị diệt trừ tuyệt đối. Còn cái khi nào mà cái si mê nó còn mạnh thì nó lại áp đặt trí tuệ, có khi mà nó diệt trừ được trí tuệ. Và cái quán cái sắc bẩm sanh thì cái vị đấy quán đến cái tính chất bẩm sanh của cái sắc đó, nhắm mắt mình nhận xác chết đã bẩm sanh và cái vị đó sẽ chứng đắc được thiền. Và cái mục đích của cái sự quán về cái xác bẩm sanh này, cái xác chết bẩm sanh này là để chế ngự cái sự tham dục về màu da. Những người nào mà có tham ái, tham đắm về cái màu da, có người thì thích cái da rẻ mịn màng hay là trắng trẻo. Tại sao mà nhiều người người ta cứ phải đánh phấn bôi son là để cho cái da nó đẹp lên, mà khi đau hết cái phấn son rồi đi thì mặt rất là xấu xí, nhưng mà khi mà đánh cái phấn son vào thì rất là đẹp. Thì là người ta thì cái đẹp đấy nó không thật. Thì cái bản chất của cái con người và cái da nó không có thật, thì dù khi còn sống nó mịn màng hay nó đẹp đến cái cỡ nào thì khi chết nó cũng sẽ bị biến dị, nó bị thay đổi cái màu sắc, nó biến đổi, nó sẽ thâm đen lại hoặc là nó sẽ trở nên xanh, cái màu da nó trở nên xanh. Thì vì đó mới quán về cái tính mà nó bầm xanh của cái thân thể này. Thì nó sẽ chế ngự được cái tâm là tham ái đối với cái da, cái màu da của mình và của người khác.
Thế một người mà tham ái đối với lại tóc thì quán cái gì? Có người tham ái răng thì quán cái gì? Tham ái với mắt tai mũi thì quán cái gì nó hết? Thì nó liên quan đến đấy, nó là tham ái về những cái hình dáng. Về những cái hình dáng thì quán về tính trình trường rồi hết. Mà tham ái về cái màu mè bên ngoài thì quan ái thì quán về cái tính bằng xanh, à, hết kia sự tham ái với màu da. Rồi cái thứ ba là quán về cái xác chết mủ máu, tức là cái xác chết mà bắt đầu nó có máu mủ, cái máu me, thì cũng thì cái người đấy chú tâm đến cái khía cạnh này. Mỗi người mình để tâm đến một cái khía cạnh của cái xác chết, thì cái xác chết mình mà muốn quán về cái máu mẹ này, thì những cái người nào mà người ta chết do bụng xẻ, chết do tai nạn, hay là chết ở những cái nơi chiến trường, như là những người nào thấy những nơi chiến trường đánh nhau thì nó sẽ có những cái hiện tượng là máu mủ lênh láng tuôn trào. Thì đấy cũng là những trong những cái đề mục, trong những cái đối tượng để cho cái quả xác chết máu mủ đấy. Thì vì nó chú tâm như vậy và giữ được cái sơ tướng như vậy thì nó cũng sẽ chuyển thành tập tướng, và do đó thì nó quán thì nó cũng sẽ đạt được nhất tâm. Thì mục đích của cái việc thực hành cái pháp quán máu mủ này để nó cũng nó chế ngự được một cái tham, đó là tham về cái mùi thơm ở trên cơ thể. Tại sao lại tham mùi thơm? Ví dụ như có những người người ta cứ xịt nước hoa vào mọi người để nó tăng cái mùi lên, để nó tăng cái mùi thì nó tăng cái sự hấp dẫn, nó tăng cái sự hấp dẫn lên để làm cho người khác mê. Thì vì những cái tham dục thì nó ánh vào giác quan của một người khác. Ví dụ có người tham về sắc thì phải ánh phấn môi son cho nó đẹp mà. Nhưng mà có người tham về âm thanh thì những người đấy phải tập làm sao cho có được một cái tiếng cười rất là hay. Mà có những người người ta lại tham đắm với mùi thì lúc nào phải chửi cái nọ nước hoa thì còn xịt con người một cái. Thế là sẽ quyến rũ được người khác tham đắm. Thì những cái người si mê ở trên đời như vậy thì nó có nhiều kiểu si mê khác nhau, cho nên là người ta sẽ có nhiều cái cách để đánh buồm mê cho những cái người đấy bị trói buộc. Thì cái sự tham đắm về cái mùi thơm của cơ thể, mùi thơm cái máu me, mà máu me thì nó cũng sẽ có cái mùi tanh, hôi tanh. Thì cái người mà thấy một cái người nào, một cái xác chết nào đấy mà máu me lây nào thì lúc đấy mình sẽ thấy cái mùi hôi tanh thật là khủng khiếp. Máu me bây giờ mình chỉ cần chảy máu một tí mình đã thấy cái mùi hôi tanh nó cũng ghê gớm như chừng nào. Muốn khi là một cái xác chết mà người ta phanh mổ ra thì nó còn khủng khiếp nữa. Thì vậy là đối với một thiền sinh phải
phải chế ngự được các căn các vật, thì cái pháp mà giữ cái giới đấy là chính là để chế ngự các cái căn, các cái tâm tham dục đối với cảnh trần, chỉ để cho tâm được thanh tịnh. Thì nếu như mà chế ngự như thế mà tâm nó chưa thanh tịnh thì phải khởi lên cái tác ý đối với cái xác chết. Đó, thì nó có nhiều cái khía cạnh về xác chết đấy. Cái xác chết mà có máu mủ đấy thì nó cũng làm chế ngự được cái tâm tham về mùi hương, hoặc là xác chết bị nứt nẻ. Nứt nẻ thì nó có nhiều cái sự nứt nẻ. Nứt nẻ ở đây là khi mà có một cái xác là nó chỉnh chuông và đến một cái mức là nó sẽ nổ bung ra, thì nó có nhiều cái cách đấy. Có thể là những cái xác chết do bị mổ xẻ thì nó cũng thuộc về cái xác chết nứt nẻ. Và mình quán cái khía cạnh nứt nẻ thì mình nhìn vào những cái hình tướng nứt nẻ này và mình ghi nhớ cái hình tướng nứt nẻ đó. Thế là cứ quán xác chết là nứt nẻ, xác chết là nứt nẻ, cứ quán như thế rồi nó sẽ cho đến khi mình đạt được cái sự nhất tâm trên cái hình ảnh đấy. Thì cái sự nứt nẻ này thì nó sẽ đối trị với cái gì? Cái xác chết mà nứt nẻ này. Như là ví dụ như là trước bây giờ mình hay có một cái tưởng, có cái sự tham đắm, như là mình tham đắm về một cái gì đó nó vững chắc, nó chắc chắn, nó săn chắc. Như là mình tham đắm luyện tập cơ bắp, luyện tập cơ bắp, mình vận động tập thể dục thể thao, tập võ công, như là tập để cho mình có được cái cơ bắp khỏe mạnh, nắm đòn. Và có những người tham đắm về, có cái gọi là cái sự tham đắm về cái sự săn chắc, thì lúc này quán về cái tính nứt nẻ đấy, nó sẽ đối trị được với cái tham, với cái tham dục về cơ bắp, về cái sự đắm chắc. Thì dù cơ thể có vặn vỡ đến đâu chừng nào thì khi chết cũng nứt nẻ tan tành, và đáng nhường nhượng. Vậy quán sát chết nứt nẻ sẽ phù hợp với người có một cái tánh tham ái đối với cái thân hình bạn vỡ săn chắc khỏe khoắn của mình hoặc của người khác. Thế đôi khi có những cái người mình bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để mình luyện tập, cho đi tập thể hình, luyện tập hay là mình luyện tập cơ bắp hay là tập võ công, thì tất cả những cái pháp luyện tập đấy thì mình cũng nó chỉ tạm thời, nó mất rất là nhiều thời gian và mất rất là nhiều công sức để mình có được sức khỏe, nhưng mà cái sức khỏe đấy nó không tồn tại với thời gian, với năm tháng và cái già cái bệnh chết nó cũng đến lúc đấy bao nhiêu cái công phu của mình thì cũng để cho mấy con quá được bữa ăn hết. Thì quán cái cách thứ năm là quán cái xác chết này là bị gặm khới. Gặm khới thì mình phải thấy một cái xác chết mà nó đang bị những cái con gì đó nó ăn, nhất là những cái con kiên kê, con kiên kê mà nó hay ăn xác chết, một cái xác chết mà được không ăn ra thì những cái con này nó sẽ róc hết những thịt nó ăn. Với khi những con trồn, con chó nó ăn xác chết, nhưng mà nếu nó gặp phải những cái con như là khổ báo, từ cá sấu thì nó sẽ ăn hết cả xương đến đấy, thì nó không còn để quán nữa. Nhưng mà nhất là gặp mấy con chim thì nó ăn, nó rỉa thịt nó ăn rồi thì trong cái xác chết mà nó còn dính lại một chút thịt và máu, nó còn dính lại một chút xương hay là còn các cái gân cột lại một chút xíu, cái hình dáng cơ thể nó còn hiện rõ ra thì trong nó mới có sự kinh cảm. Thì lúc đấy mình phải tác ý đến cái khía cạnh là cái thân này là thức ăn của những cái loài khác, nó đang gặm nhấm, cái thân này đang bị gặm nhấm, thì cái sự kinh cảm nó khởi lên và cái lúc đấy sẽ quán trong cái trạng thái đấy thì sẽ đi đến cái sự chứng đắc định nó rất là nhanh. Thì có những cái đôi khi ở trong trường hợp là có một số người mà đang bị con cọp nó thai hoặc là nó đang ăn, mà có những vị tỳ kheo tu hành thiền ở trong rừng đôi khi bị cọp nó bắt nó ăn,
mà trong những lúc đấy vị đó khởi lên thiền quán và vị đó có thể chứng đắc được quả A-la-hán. Thì thời xưa khi mà có một số các vị tỳ kheo cùng nhau vào trong rừng và các vị đấy thực hành viên mật và các vị giao hẹn với nhau này, tuyệt đối không ai được 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 nói vừa chuyện với ai, tức là dù trong một cái hoàn cảnh nào cũng phải giữ im lặng để không động niệm đến người khác. Thì mỗi vị sẽ ngồi ở một cái gốc cây, một cái lùm cây, một cái hang đá khác nhau để tu tập. Thì trong lúc đang ngồi thiền như vậy, có những con hổ nó đến nó nẻ và nó bắt một số vị đi mà nó ăn thịt, thì những cái vị đó sợ động niệm đến người khác nên là thôi chẳng hô hoán gì nữa. Thì khi một thời gian sau nhóm họ đã thấy người vỡ đi rồi, thì họ thì mọi người mới biết là đây là đã bị mà có ăn rồi, thì là mình nói với nhau lần sau thì ai mà bị có tha thì hãy hét lên thì mọi người sẽ đẹp kín. Thế lần sau khi mà có những người bị cọp bắt thì các vị đấy hét lên thì những người khác chạy đến. Thì đôi khi có khi cứu được, có khi không cứu được thì con cọp nó bắt xong nó nhảy sang cái núi bên cạnh. Và có một cái, có những cái vị thì đã thực hành thiền quán ngay trong cái lúc đấy, vì trong cái lúc con cọp nó tha một cái vị tỳ kheo đi thì cái vị đấy, những cái vị khác thì dùng gần gọc xua đuổi nó nhưng nó không thả ra. Thì lúc đấy các vị khác mới nói là thôi hiện tại hãy tự lo cho bản thân mình đi, chúng tôi đã đắc được rồi. Thì cái vị tỳ kheo đó bắt đầu nhắm mắt lại và chú tâm trên đề mục thiền, rồi sau đó vị đó mới quán về cái sự vô thường của cũng đã trên cái thân đang buồn này. Thì cái con cọp đấy nó cứ ăn từ thân lên đến đầu, thì nó cứ ăn lên được một đoạn này, được một khúc dưới thì nó chứng được sơ quả, ăn lên đến hông thì nó chứng được nhị quả, và ăn lên hết phần bụng là chứng được tam quả, nó ăn lên đến tim thì nó chứng được tứ quả, ăn lên đâu thì nó thực hành quán trong cái lúc đấy. Vì cái lúc đấy nó mới thật sự là nó kinh cảnh, nó kinh cảnh vì đối diện với cái chết, quán với cái chết nó ngay ở trước mắt này. Thế thì một cái người nào mà tu tập ấy, mà muốn có được cái sự chứng đắc nhanh chóng thì cái vị đó phải thấy được cái sự chết nó ở trước mắt, thì cái sự kinh cảm nó mới mạnh, thì cái sự buông xả nó mạnh, mình thấy được cái chết mình mới buông xả. Buông xả đối với cái tham ái, đối với cái cảnh ở bên ngoài, để buông xả đối với những cái nắm quẩn bên trong mình có buông xả được những cái đấy thì lúc đấy thì mình mới quán được. Buông xả những cái bên ngoài này, buông xả từ thân, buông xả từ đây là buông xả về cái tâm tham đắm của mình, cái tham ái thất thủ của mình, sự dính mắc của mình và những cái công việc vào tài sản và những cái nguồn phận. Mình buông xả được cái bên ngoài thì nó dễ, nhưng mà để mà buông xả được cái sự dính mắc đến thân tham muội của mình nó rất là khó. Mình nó buông xả được thân tham muội của mình thì đó phải quán được cái sự vô thường của vô ngã trên cái danh và cái sắc của chính mình, rồi trên danh sắc của người khác. Khi cái sự buông xả đó đạt đến cái mức tuyệt đối thì cái vị đó sẽ chứng đắc được đạo quả. Cái sự buông xả nó một phần thì chứng đắc được cái đạo quả thấp, cái sự buông xả nó đạt đến cái toàn phần tuyệt đối thì sẽ chứng đắc được cái quả cao nhất. Đấy là vì cái quán về cái sự chết nó rất gần với cái sự kinh cảm về nhà chán, quán về cái xác chết thì vì nó sẽ có được cái sự buông xả rất là mạnh. Buông xả về cái thân, buông xả cái thân bên ngoài thì dễ, buông xả cái thân bên trong khó. Sau đó thì quán được cái thân bên ngoài rồi thì nó sẽ ngộ ra cái bên trong, cái người này đã chết, mình cũng là người, chắc chắn mình sẽ chết. Quán niệm như vậy thì mình thấy được cái sự chết bên trong, chết bên ngoài, chết trong từng sát na nữa là mình sẽ giác ngộ. Thì mục đích mà thực hành thì pháp quán gặm nhấm này là để nó đối trị lại với một cái sự tham đắm về cái thân hình nở nang. Ví dụ như là một cái người mình tham đắm là cái thân này nó phải có nhiều thịt, tức là cái thân mà béo bún mịn, hay là tham đắm cái một cái cơ thể to lớn mạnh khỏe, thì
trở thành cái thức ăn cho sâu bọ và cho những loài thú khác. Vậy là quán về cái sự quan sát về cái chết, về cái sự gặm nhấm, gặm khớ nó phù hợp với người tham đắm được với cái thân hình đường nam, thì mình sẽ thấy không cần thiết sống ở trên đời, mình không cần thiết phải đi tập luyện về cái thân thể này nhiều, tập thể dục thể thao nhiều để cho cơ bắp nó rắn chắc, hay là để cho thân thể nó nở nang, hay là mình bồi dưỡng nhiều để cho nó béo bổ. Nên là tất cả những cái điều đó nó sẽ thành vô nghĩa, bởi vì lúc chết thì mình chỉ là mồi cho các cái loài khác ăn, nó chỉ là thức ăn thì nó trở thành vô nghĩa. Cái quan sát về cái sự rã rời, nhưng cái thân này nó rã rời nhưng mà nó tan nát ra thành các cái mảnh khác nhau, nếu có thể là cái thân chết lâu ngày rồi thì nó bị phân hủy, hoặc là cái thây đấy bị những cái con thú nó cắn xé thành từng mảnh, hoặc là người đấy khi chết được bị phanh thây xẻ thịt. Thì đó là, thì cái vị nó cứ quán chiếu về cái thân thể rã rời, thân thể rã rời này thì quán sát như thế để đối trị với một cái thân thon thả kiểu diễm, cái sự tham đắm với một cái thân là thon thả. Tức là có những người tham đắm với một cái thân mà mập mạp béo tốt, có người tham đắm với một cái thân là nó nhỏ nhắn xinh xắn, thì tất cả mỗi một cái sự tham đấy phải có một cái pháp phù hợp và đối trị này. Đối trị cái thân mà biểu tình đáng con thạc biểu tiện sinh đẹp như thế, chừng nào thì khi chết cũng rồi đã vương vãi khắp nơi, thì cái điều đó nó sẽ có những cái sự kinh cảm. Rồi quán về cái xác trên mà nó phân tán ra thành nhiều cái phần khác nhau. Thế là nó đã, cái xác chết nó đã trở nên tan nát, thì cứ quán chiếu như thế, quán chiếu cái xác chết nó trở nên tan nát hay nó phân tán ra, thì nó sẽ đối trị được với cái tâm tham dục về cái sự cân đối trên thân thể. Nên có những người thì tham về cái sự cân đối về hình dạng, thì đến lúc chết thì nó cũng sẽ tan nát, nó không còn tụ tập đặt ở nơi nữa. Hay là cái thây chảy máu, thây trên chảy máu thì nó có, hay là cái thây đấy mà bị chết như là bị giết mổ thì nó sẽ máu chảy lên ra, thì nó sẽ đối trị là từ cái sự tham về cái sự kiểu điện. Là một cái người đấy hay tham đắm về một cái kiểu điện, tức là một cái cử chỉ, cái oai nghi, cái tính cách của một cái người khác thì nó sẽ đối trị lại được. Hay là vào một cái pháp quán là xác chết bị trùng lại, thì trong những cái pháp quán thì quán về cái xác chết bị trùng lại này, nó sẽ có cái sự kinh cảm và nó phổ thông nhất, bởi vì một cái xác chết mà một thời gian sau nó sẽ sinh ra giòn bọ. Thì cái điều này mình có thể thấy ngay trên một cái xác của con chuột nó chết, một cái con chuột hay là bất cứ một cái con vật gì chết mà mình bước được một cái xó nào đấy, thì mà mấy hôm sau mình sẽ thấy giòi bọ nó đã bao kín, nó sẽ bu kín ở trên đó. Và khi mình nhìn vào một cái xác đấy mà có hàng trăm ngàn con giòi bọ nó đang nhúc nhúc ở đấy, thì cái sự kinh cảm nó rất là ghê gớm, và cái mùi hôi tanh nó cũng rất là ghê gớm. Thì cái điều này nó sẽ đánh tan hết tất cả những cái sự tham ái đối với cái thân thể. Ví dụ dù là cái con mắt này mình thấy nó đẹp bao nhiêu, thì bây giờ mình nhìn thấy một cái đống nhỏ nhỏ nó đang nhúc vào trong này. Cái tai này mình có tham cái tai, thì bây giờ mình thấy giòi bọ nó ở trong tai, ở trong mũi, ở trong miệng mình, ở trên khắp toàn thân mình, chỗ nào cũng có giòi bọ đang bao bạt, đang nhúc vào trong này. Thì lúc đấy cái sự tham đắm đối với toàn bộ cái cơ thể này nó sẽ không còn nữa, không còn ý nghĩa gì nữa, và bắt đầu nó sẽ nhàm chán với tất cả, với toàn thân, không còn cái gì
đáng để cho mình tham ái, đáng để cho mình dính mắc này. Tham dục về sở hữu thân, yêu chiều, tham đắm, chấp thủ đối với cái xác thân bao nhiêu chăng nữa, thì sống nó cũng chỉ là chỗ trú ẩn của dòi bọ, sâu bọ, và khi chết nó trở thành mồi cho sâu bọ. Sâu bọ tự do ăn uống, đặt tiểu tiện trên cái xác thân đó, và cái điều đó nó thật là ghê tởm. Trong tất cả những cái pháp quán, cái quán về cái xác thân và bị dòi bọ này là phù hợp nhất với tất cả các cái tham. Tham cái gì thì đến lúc mà thấy dòi bọ nó bâu vào thì cũng hết, dù có là tham hình dáng, tham màu da, hay là mình tham về cơ bắp, hay là mình tham về cái kiểu diễm thon thả, hay là tham to tham bé, tham cao tham thấp gì thì tham đẹp mà ở khía cạnh nào, thì đến khi mình quán thấy dòi bọ nó rút rỉa thì cũng hết tham. Thế không còn cái tham gì mà có thể khởi lên được nữa. Vì vậy nên khi quán ấy, có thể mình thấy một cái xác chết nó có dòi bọ nó bâu vào, thì lúc đấy mình phải cố gắng ghi nhớ cái sự cử động của những con dòi nó bọ, mình phải thấy con dòi nó bọ nó đang bâu ở cái chỗ này, nó nhúc nhúc ở cái chỗ này, và cố gắng ghi nhớ cái tướng của cái con dòi nó bọ nó đang bâu bám ở đấy, mắt tai mũi lưỡi trên thân các toàn thân. Và nếu như mình đã từng thấy một cái xác chết nào nhưng mà mình không có thấy cái tướng dòi bọ nó bâu thì giờ làm sao? Thì lúc đấy mình phải nhớ là một cái con vật nào đó nó chết, ví dụ mình đã từng thấy xác một con chuột chết, hay là một con chó chết, hay một con gì đó chết mà nó có dòi bọ nó bâu như thế nào, thì bây giờ mình phải tưởng ra là khi xác mà người chết kia nó cũng có cái tướng dòi bọ, có cái sự bâu bám như thế. Thì từ cái xác mà mình thấy bằng mắt rồi, và những cái xác mình tưởng theo thì nó cũng sẽ có cái sự kinh cảm nó khởi lên, nó sẽ sinh ra cái tâm nhàn chán, cái tâm gây sợ đối với toàn bộ cái xác thân này, thì lúc đấy tất cả cái sự tham ái đối với xác thân là hết, và cuối cùng là quán về cái bộ xương. Quán về bộ xương thì bộ xương thì có thể nó là một phần của xác chết, nhưng có thể nó là một đề mục không liên quan gì đến xác chết, vì có cái xác chết đã chết rất lâu năm, hàng trăm năm sau thì cái bộ xương nó vẫn còn, thì cái lúc đấy mình chỉ phải ghi nhớ cái tướng của cái bộ xương này. Trong cái pháp quán về bộ xương thì mình phải từng thấy một cái bộ xương, mà muốn thấy một cái bộ xương nó sẽ dễ hơn thấy một cái xác chết. Thấy xác chết thì rất là khó, nhưng để thấy được bộ xương thì không khó. Thì nhất là cái phong tục Việt Nam thì ai chết vài năm sau thì cũng sẽ đi cảm bản, cảm mộ, cảm án nặng, thì lúc đấy mình có thể quán một cái bộ xương một cách trọn vẹn từ đầu đến chân. Và khi ghi nhớ bộ xương thì ghi nhớ từng khúc một, từng đoạn một, ví dụ như là trên xương đầu nó có những cái gì, cũng có xương hàm, có xương mặt, có xương sọ, quán có xương hốc mắt, có xương gò má, rồi là các cái răng, nhe răng, thì phải ghi nhớ những cái tướng của nó. Rồi là xương cổ, là dưới cổ thì nó có bao nhiêu đốt xương, ai biết cổ có bao nhiêu đốt xương không? Em phải đếm đến cái trên cổ nó xuống có bao nhiêu đốt xương, thì lúc đấy mình sẽ ghi nhớ được. Sau đó bắt đầu đến tiếp quán về cái hệ thống xương sườn, biết bao nhiêu cái xương sườn, thì lúc phải đếm bên trái có bao nhiêu cái, bên phải có bao nhiêu cái xương sườn, xương ức, kể là xương sống, rồi bắt đầu nó nối xuống đến cái xương cùng, cái xương trọng nó như thế nào, rồi bắt đầu đến cái xương đùi, xương tay, xương chân, rồi các cái xương ngón, xương, các cái khớp xương, ghi nhớ những cái đặc điểm đấy, thì khi mình nhắm mắt lại mình hình dung cái bộ xương nó sẽ rất là dễ, mình sẽ quán. Và cái quán thì đầu tiên cũng để cái tâm phải quán từng phần một, xương 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 bất tinh, xương bất tinh thì phải quán từ cái xương đầu, cho đến khi cái tâm nó thuần thục, nó hình ảnh của cái bộ xương hiện ra đó, là bắt đầu đến xương cổ, bắt đầu đến xương sống, xương sườn, rồi bắt đầu đến xương chậu, rồi đến xương tay, xương chân, rồi cuối cùng là xương các cái ngón tay và ngón chân. Quán như thế, quán ngược, quán xuôi, quán nhiều lần thì cái tâm nó thuần thục, và lúc đấy nó sẽ ghi nhớ dần dần, sẽ ghi
lúc đầu phải có từng phần và sau đó dần dần thì nó sẽ ghi nhớ tổng thể. Mình tát thì những cái xương hình dáng của toàn bộ cái bộ xương nó sẽ hiện rõ ra. Mình quán mình thấy cái sự bất tịnh, thấy cái sự tình cảm trên cái bộ xương, thì quán cái thân này là như vậy, bản chất là như vậy, tính chất nó là như vậy, nó không thể nào thoát khỏi cái điều đó. Đó là cái sự chết và cái sự nó tan nát ra, và cuối cùng nó chỉ còn lại cái bộ xương. Thời khi quán được như thế thì cái tâm nó sinh ra nhàn chán, sinh ra kinh cảnh. Quán xong cái pháp đấy rồi thì bắt đầu thì nó mới quán bên trong, quán bên ngoài. Thì khi quán bên trong bên ngoài thì là cái quán nó đang chân đấy, thì nó mới quán về cái pháp liên khởi, cái nhân nó sinh ra đen sáng. Rồi sau đó thì nó quán cái sự vô thường khổ vô ngã trên đó nữa. Quán cái bộ xương thì nó diệt trừ cái sự tham ái đối với hàm răng, tham ái với răng đẹp, răng tóc, răng móng, thì nó sẽ hết cái tham ái. Thì đấy là một cái quá trình thực hành để làm quán như vậy. Cái quán về cái thay nó xình chưa thì nó bầm tím rồi bắt đầu nó vỡ tan, nó bị ẩm nhấm này. Nhưng cuối cùng nó thành một bộ xương, và nói chung là bộ xương nó cũng tan nát ra thành một cái đống bụi. Hay là cái người nào mà đang đi tiêu thì nó chỉ còn là một cái đống tro. Thì cái sự cái thân con người nó hoại diệt dần dần, và cái xương nó sẽ mục ra, mục ra nó chỉ còn là một cái đống bụi. Và lúc đấy mà gặp một cơn gió tung bay như thế này thì cái người nó đi tiêu nó chạy qua quán chỉ thấy rất là nhanh, sau đó chỉ còn là một đống tro nhặt vãi tro. Thì lúc đấy nó tan biến còn gì nữa. Và với một cái người có trí tuệ, khi mình làm những cái điều như thế, đi thiêu một cái xác chết người khác, sau đó mình cầm cái đám tro, mình sẽ quán ra được một cái mình, thì cái người đấy sẽ có một cái sự kinh cảm về cái kiếp người, một cái thân thể như vậy, một cái mạng sống như vậy, một cái cuộc đời như vậy, bây giờ còn lại một đám tro, đem đám tro mãi sau là hết còn gì nữa. Thì mới thấy được cái sự giả tạo của cuộc đời, cái sự vô nghĩa của cuộc đời, cái sự trống không của cuộc đời. Thì cái vị đấy người quan sát như thế thì cái trí tuệ thấy cái sự vô thường nó mới khởi lên, nó mới kinh cảm. Một vị đắc bất cứ một cái pháp bất định nào thì cũng thì tham dục cũng bị chế ngự. Về cái quán về cái sự bất định để chế ngự cái tham dục, của pháp bất tịnh thì phù hợp với một cái chế ngự được cái sự tham dục. Quán chương sinh thì tham dục về hình dáng hết, quán bẩm sanh thì hết tham dục về màu da, quán lông bổ thì hết tham dục về mùi thơm, quán nước nẻ thì chỉ cái tham dục về sắc sắc, quán cái tâm bị cắn bị gặp nhấm thì là hết hết tham về lượng đang, quán cái sự rã rời là hết hết tham về kiều diễm, quán cái phân tán thì là hết hết sự tham về cân đối, tham cái tay chảy máu là hết cái tham về nhiều điểm, quán bị trùng ăn thì là hết cái tham về sở hữu thân, quán bộ xương thì nó tham hết cái tham về sắc, về cái tham đẹp. Thì khi mình quán cái xác chết thì nó là một cái pháp quán thô, cho nên là một cái người mà quán đến mức cao nhất thì nó chứng đắc đến sơ thiền. Sơ thiền có nghĩa là nó cần có cái sự hỗ trợ của hai thiền chi là tầm cái tứ, thì luôn luôn bởi vì những người quán trên cái pháp thô cho nên cái tâm luôn luôn phải hướng về đối tượng và giữ cái đối tượng. Nếu như là mình không hướng về đối tượng, không giữ đối tượng thì nó sẽ biến mất, và thì cái pháp quán này nó cũng tàn ra. Thì cái quán về cái xác chết bất tịnh nó phải thế. Còn một người mà quán về hơi thở thì bị đó, khi mà đạt đến cái sự vững mạnh rồi thì cái hơi thở nó chỉ còn là cái tận tướng rất là thanh tịnh, vi tế, thì vì nó không cần tầm tứ nữa, vì nó chỉ còn hì lạc với nhất tâm, nhưng cái tận tướng nó không bị biến mất. Rồi vì đó nên đi thiền nên tan thiền, nó còn lại lạc với nhất tâm, vẫn nhất cái tâm nó vẫn an trú trên tận tướng, nên tứ thiền để có xả với nhất tâm vẫn an trú trên tận tướng, nhưng mà cái quán về cái pháp tử thi thì nó không thể, vì nó có nhiều khía cạnh khác nhau và cái đối tượng tử thi này nó rất là thô.
Thì tâm phải luôn luôn hướng về đối tượng đó, phải luôn luôn giữ gìn cái đối tượng đó. Thì vị đó mới chú trên cái đối tượng được, để muốn để hành cái pháp quán về xác chết bất tịnh, mình phải luôn luôn hướng về cái xác chết đó và giữ cái hình ảnh của cái xác chết đó, và luôn luôn phải quán như vậy. Đấy là cái quán để đối trị lại cái tâm tham dục. Với người chưa thực hành, chưa từng thấy cái xác chết thì rất là khó quán, vì vậy phải đi tìm một cái xác chết để đã phải từng thấy một cái xác đấy. Kể cả cái xác đó mình có thể đến nhà xác, mình có thể thấy những người cái xác ướp thì quán nó cũng được. Mình đã từng thấy bằng mắt rồi, hoặc là nếu không thì mình phải thấy một cái hình ảnh của một cái bộ xương, sau đó mình quan sát cái bộ xương đấy, cũng giống như là quan sát một cái xác chết bất tịnh. Thì rồi dần dần mình mới tưởng ra những cái các cái thể loại xác chết khác. Nếu mình chưa từng thấy cả bộ xương, chưa từng thấy một cái xác chết thì rất là khó để mình có thể thực hành được cái xác chết. Với một cái người sơ cơ thì mình phải tránh xác chết của một cái người khác phái, mình không nên quán, mình sẽ sinh ra cái tham dục ngay cả với một cái người cái làm cái xác chết. Nhưng mà khi mình nhìn một cái đối tượng là người khác phái thì cái tâm tham dục vẫn khởi lên. Xác chết của một cái người thân là không phù hợp. Ví dụ như bây giờ trong những người thân thích của mình mà chết, xong là mình nhìn cái hình ảnh xác chết đấy, thì mỗi một khi mình nhớ lại đến cái hình ảnh đấy, có thể mình sẽ khởi lên cái lòng bi ai, mình sẽ than khóc như là người thân của mình mà. Mà cái người đấy là cái người mới tập tu, cái tâm nó còn yếu ấy, nên mình chưa tự tại được cái trước cái chết của những cái người thân thích, thì mình không nên nhớ về cái xác chết của người thân. Và cũng không nên nhớ đến xác chết của một kẻ thù, một cái người thù, cái người mình thù ghét. Khi mà mình thấy cái chết mình lại mừng, mình lại thích, nó lại khởi lên cái tâm bất thiện, và những cái tâm đấy nó sẽ làm cho bị động tâm. Ba cái mặt xác chết đó là không phù hợp đối với một cái người sơ cơ muốn thực hành cái quán thể xác chết. Còn là những cái xác chết của một cái người khác thì mình có thể quán được. Thì thường thường thì mình có cái tâm tham ái với một cái xác sống, nhưng mà mình thực hành cái quán trên cái xác chết này là để thì bởi vì cái thực hành trên một cái xác chết ở bên ngoài thì cái người đó sẽ ngộ ra được cái xác chết ở bên trong mình. Ví dụ như là có một cái pháp thiền thiền niệm về sự chết, niệm về sự chết có nghĩa là mình nó cảm nhận cái sự chết của chính mình, thì đó là cái pháp gọi là tưởng niệm về sự chết của chính mình. Thì cái người nào muốn thực hành được cái niệm về sự chết của chính mình thì vì nó phải thực hành cái pháp niệm về sự chết của người khác. Tức là mình đã thấy một cái người khác chết đi, thì mình mới niệm được đến chính mình, niệm được đến chính mình, nghĩa là người này đã chết. Rồi sau đó mình mới hướng cái tâm vào trong chính cái bản thân mình, mình mới quán các cảm ta sẽ chết, các cảm ta sẽ chết. Thì cái lúc đấy nó sẽ đắc được một cái pháp thiền, đó gọi là thiền niệm về sự chết. Còn cái thiền từ cái thiền niệm xác chết nó mới đạt được thiền niệm về sự chết. Khi mà một cái hành giả niệm về sự chết của mình thì cái tâm nó sẽ hướng về cái thời điểm cận tử của chính mình. Thì khi mình đi đến cái tâm dần dần thì mà vào trong cái tính chất chết của mình, và nó sẽ khởi lên hai cái trạng thái. Đó là một cái trạng thái là muốn níu, tức là níu kéo cái sự sống, sợ hãi cái chết, và một cái trạng thái chấp nhận cái chết. Nên nó sẽ có hai cái trạng thái để nó khởi lên. Ví dụ như mình cứ quán chắc chắn là cái chết,
nhưng mà cái tâm của mình nó cứ trơ trơ, cái tâm của mình nó cứ trơ trơ đấy, vì nó nghĩ mình có chết đâu, mình đang sống thì chờ đấy, cái gì mà chết. Thì tức là cái tâm nó không chấp nhận cái chết, có nghĩa là nó không có cái kinh cảm mà sẽ không khởi lên. Vậy thì một cái người mình có cái sự chấp thường lớn, mình có cái sự chấp thường, tức là mình chấp là mình sẽ còn sống còn mãi, mình sẽ còn sống còn lâu, không bao giờ mình nghĩ đến chuyện mình chết. Cái người mà không có nghĩ đến cái chuyện chết, cho nên là mình nghĩ là mình phải sống, mình phải làm cái này, phải làm cái kia, mình thấy giống như cuộc đời nó còn bất tận đấy. Đấy là cái người đấy là chấp thường, thì đến khi mình quán về cái sự chết ở trên mình, nó không có chịu, cái tâm nó không có chịu, nó không có, nó không chấp nhận điều đó, nó không chấp nhận cái điều là mình sẽ chết. Ở trên đời những cái người mà có cái gọi là cái tâm tham sống, và cái thì nó sẽ có cái tâm sợ chết, thì mà nó không chấp nhận cái chết, chỉ tiếc là người đó không chấp nhận sự thật, nó không chấp nhận sự thật thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng như thế. Và đến khi mình nhận cái chết, cái tâm nó cứ chơi 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 ra, và cái người đấy sẽ không có cái sự kinh cảm, thì nó không có cái sự lìa bỏ. Về thì với một cái người mà chưa từng thực hành đó là quán cái xác chết ở bên ngoài, thì cái sự chấp thường nó sẽ còn rất là mạnh, tức là mình chấp vào cái sự sống nó còn rất là mạnh, và mình sẽ thấy cái sự chết là nó rất là xa vời, cái chết rất là xa vời, và mình quán nó rất là khó quán. Còn cái người nào mình đã từng thấy cái xác chết ở bên ngoài, thì cái lúc đấy mình thấy mắt mình đã từng thấy và mình đã chiêm nghiệm cái điều đó, thì khi mình hướng đến cái sự chết trên mình thì cái điều đó nó sẽ, cái tâm của mình nó có cái niềm tin thật sự là mình sẽ chết, và mình sẽ cảm nhận được cái điều đó, và mình sẽ thấy được cái điều đó. Và cái lúc đấy cái nỗi tâm nó sẽ có hai cái trạng thái tâm nó cứ đấu tranh như vậy. Một cái trạng thái tâm đó là không chấp nhận sự chết, và một cái trạng thái tâm là có chấp nhận sự chết. Thì khi nào mà cái tâm mà nó có chấp nhận sự chết đấy nó mạnh lên, thì nó một cái điều mình cứ nghĩ chắc chắn là chết, chắc chắn là chết, và cái điều đó nó diễn ra như thật, tức là cái tâm của mình nó chấp nhận là mình sẽ chết, điều đó là sự thật. Thì cái lúc đấy cái tâm đấy nó mới, nó bắt được vào cái thời điểm cận tử, và mình sẽ cảm nhận được cái thời điểm mà mình chết đấy. Cái lúc đấy là cái dòng lạc căn của mình nó cắt đứt, từ cái sát na cận tử nó sẽ khởi lên, và cái lúc đấy mình sẽ chỉ mở một cái trạng thái đắc định, mình đắc được cái định cận hành của cái thiền niệm về sự chết, cái nimitta ở trái tim nó sẽ tối lại. Đấy là cái tâm của mình nó chìm sâu vào cái trạng thái chết. Thì từ cái niệm về sự chết ở bên ngoài, mình mới thấy được cái sự chết ở bên trong. Thì khi mình thấy được cái sự chết ở bên trong, thì cái tâm của mình nó mới thật sự kinh cảm, nó mới kinh cảm, và nó mới có cái tâm buông xả, nó mới mạnh. Và cũng từ cái lúc mình chiêm nghiệm được cái, trải nghiệm được cái sự chết, hay là cảm nhận được cái sự chết đó là một cái điều chắc chắn, là một cái điều mà thật sự nó sẽ đến, thì lúc đấy cái tâm mà gấp rút thì nó mới mạnh. Tức là cái người nào mà thường xuyên quán chiếu về xác chết, hay là quán chiếu về cái sự chết đấy, thì cái lúc đấy nó giống như là mình đang bị gặp một cái chuyện gì đó, giống như là mình đang đi trên con thuyền mà nó bị đắm tàu đó. Thì cái lúc đấy mình phải cố gắng bám lấy vào một cái gì đó, mình biết là mình sắp chết rồi, thì mình sẽ có một cái tâm gấp rút là phải bám bí lên một cái gì đó để được cứu vớt. Thế thì cái người mà quán về cái sự chết thì cái vị đó sẽ thấy cái chết nó đến rất là gần rồi. Thì cái vị đó phải có cái trí tuệ đó, là quán chiếu được rằng là chết rồi nó sẽ đi luôn hồi tái sinh, chết đi luôn hồi tái sinh, và lúc đấy nó cũng sẽ kinh cảm này, nó kinh cảm đến cái sự sinh diệt, tức là chết đi rồi cái sự sinh ra và chết đi ở đời này, thì nó cũng sẽ kinh cảm cái sự sinh ra và chết đi ở nhiều đời về quá khứ và nhiều đời về tương lai. Tức là ở hiện tại này nó có sinh ra chết đi, ở trong quá khứ nó cũng đã từng sinh ra chết đi, và tương lai nó cũng từng sinh ra và chết đi như vậy. Thì lúc đấy thì nó mới thật sự là nhàm chán,
đối với tất cả sự sống, nó lại nhàm chán đối với tất cả sinh khí, tức là vì nó không còn ưa thích là sinh về cõi người, hay là cũng không có cái sự ưa thích là phải sinh thiên giới, không có cái ưa thích ở bất cứ một cái cõi nào ở trong tam giới, thì cái vị đó sẽ nhàm chán đối với tất cả thế giới, nên nhàm chán hết cả tam giới. Thì cái điều đó, kích cái cảm đó nó khởi lên, thì cái vị đó mới nỗ lực tu tập mà vị đó để vị đó đạt đến một cái pháp siêu thế, đó là vượt thoát ra ngoài tam giới. Từ cái pháp đấy thì vị đó, từ cái pháp mà quán về cái xác chết, thì nó làm cho cái nội tâm của vị đó được thanh tịnh, nội tâm được thanh tịnh, được định tĩnh. Thì cái nội tâm thanh tịnh, định tĩnh đấy để vị đó thấy được những cái pháp mà cái sự thật tối hậu của các pháp hữu vi đó, hay là còn gọi là cái danh sắc chân đề ở bên trong mình và bên ngoài, thì lúc đấy gọi là quán trên nội thân và quán trên ngoại thân, rồi là quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân, quán tánh sanh diệt trên thân. Vì đấy an trú chánh niệm như vậy được đến chánh trí và chánh niệm, vì ấy sống không lương tư, không chấp trước một vật gì ở trên đời, thì vị ấy phải quán được cái tính về cái danh và cái sắc pháp, phải quán được cái pháp duyên khởi để cái nhân sinh ra danh sắc đấy, và vì nó phải quán được tam tướng vô thường khổ vô ngã. Thì quán thân trên nội thân và ngoại thân đấy là quán về danh sắc bên trong và bên ngoài. Quán thân trên cả nội và ngoại thân là danh sắc bên trong và bên ngoài, rồi quán tánh sanh khởi ở đây là quán tánh duyên khởi, diệt tận là cái duyên mà nó diệt đi, đấy là gọi là cái tính sinh diệt của danh sắc. Quán tánh sanh và diệt tức là quán tam tướng vô thường khổ vô ngã trên danh sắc đấy. Và quán vô thường khổ vô ngã như vậy cứ duy trì như vậy, tức là vì nó có thân đây thì phải an trú chánh niệm, tức là chánh niệm trên cái trạng thái vô thường khổ vô ngã trên danh sắc này, thì vì nó hướng tâm đến chánh trí, tức là thì chánh trí ở đây là nó thể nhập đối với cái tính vô thường, nó thể nhập với cái khổ hay nó thể nhập với cái vô ngã trên cái danh sắc chân đế đấy. Thì khi mà cái tâm nó thể nhập như thế, nó sẽ đi đến cái pháp mà nó loại trừ được các cái ô nhiễm phiền não, nó tức là nó loại trừ được vô minh. Thì trong khi thì nó quán như thế thì cái quán đấy là tuệ, cái tuệ nó mạnh thì bắt đầu cái tâm si mê hay là tâm vô minh bắt đầu là yếu dần. Cái tâm vô minh tức là cái tâm mà nó hiểu tà kiến, vô minh với tà kiến nó như nhau, cái tà kiến là hiểu sai sự thật, thì vô minh nó là cái tâm mà không thấy được sự thật nên là nó hiểu sai sự thật. Thì cái tà kiến nó yếu đi thì chánh kiến nó mạnh lên, thì chánh kiến nó là chánh trí, thì cái tà kiến thì là cái vô minh nó yếu đi dần dần, nó đi đến đoạn trừ, đoạn trừ được vô minh thì tham ái nó được đoạn trừ, tham ái đoạn trừ thì chấp thủ được đoạn trừ, thì vị đấy không có chấp thủ nữa, là vì nó không nương tựa vào cái gì trên đời, không nương tựa vào cái thân tâm uẩn bên trong hay bên ngoài hay là các pháp hữu vi gì nữa, thì lúc đấy còn không nương tựa và không chấp trước một cái thứ gì ở trên đời. Thế thì lúc đấy cái trí tuệ, cái chánh trí nó khởi lên rồi thì nó biết tất cả các cái pháp hữu vi, tất cả nội thân hay ngoại thân và những cái gì nó thuộc về vật chất, những cái thuộc gì nó thuộc về tinh thần, nó đều có cái tính sinh diệt, hay là có cái tính sinh nên nó về diệt đi, nên nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Thì thì cái lúc đấy là cái vị đó nó đạt cái chánh trí giải thoát. Như vậy là vì là cái sống quán thân trên thân, thì cái con đường đi đến niết bàn, con đường đi đến giải thoát là có thể là vị đó đi bằng cái cách quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm hay quán pháp trên pháp. Thì trong một cái thì nó cũng có tất cả, tức là vì nó có thể quán thân, khi quán thân đạt đến mức độ thuần thục rồi, vì đó sẽ thấy được các cái pháp khác như là thọ, các cái cảm thọ, tâm là các cái tâm và pháp, tất cả những cái danh và sắc đều có chung là pháp khác, nó đều sinh khởi và diệt tận này đó. Thì một cái vị có thể bắt đầu với từ quán thọ, khi mà vị đó quán thọ rồi vị đó cũng sẽ nhận, khi mà vị đó đạt được chánh trí chánh niệm, vị đó
được cả thân thọ tâm pháp, nó đều có cái sự sinh diệt. Hay là vị đó quán tâm hay quán pháp cũng thế, thì cuối cùng nó cũng đi đến cái sự nó là vì nó giác ngộ ra được cái tính vô thường của vô ngã trên danh sắc. Thì danh sắc nó cũng sẽ bao gồm cả thân thọ tâm pháp ở trong đó. Thì cái pháp tướng nhân xứ là vậy, mình có thể khởi đầu với một cái bất cứ một cái nào, tức là cái người mà tu tập ở cái bước khởi đầu thì vì nó lại quán thân hoặc quán thọ hoặc quán tâm hoặc quán pháp. Nhưng khi mà đã chứng đắc được một cái pháp nào rồi, trong cái pháp tu quán rồi, thì trong đó nó sẽ bao gồm hết thân, thì nó cũng sẽ bao gồm thọ tâm pháp rồi đấy. Thọ thì nó cũng bao gồm thân thọ tâm pháp rồi. Tâm thì tất cả các pháp đều được bao gồm như nhau. Thì một người có quán như vậy thì có diệt trừ được tham ái với thân, rồi là phải diệt trừ cả tham ái với thọ, diệt trừ tham ái với tâm và diệt trừ tham ái với tất cả các pháp nữa, thì lúc đấy là vì nó không còn sống, không còn chấp trước, không nương tựa và chấp trước nơi thân, không nương tựa chấp trước nơi thọ, không nương tựa và chấp trước nơi tâm, hay là không nương tựa chấp trước bất cứ một cái pháp gì trên đời. Thì lúc đấy vì nó đi đến cái sự giải thoát, thì theo quan sát thân chính thật.